chương 341, cùng ta so tôn ti. Vân Triều Nguyên lạnh trên một tiếng, pháp lực mãnh liệt, ra sức thoáng giải dụa, càng không thể tránh thoát. Ân. Ừ. Vân Triều Nguyên sững sờ, hắn nguyên lai tưởng rằng cái này xiên xích màu đen dễ dàng liền có thể tránh thoát, không ngờ tới không chỉ có không có thể kiếm thoát, ngược lại càng trói càng chặt, siết vào huyết nhục. Cùng lúc đó, hắn cảm giác thể nội pháp lực di động thường có chút trì trệ, rất không trôi chảy, quanh thân đại huyệt cũng có chút tắc. Vân Triêu Nguyên trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhận ra cái này xiềng xích màu đen là cái gì chính là vân vệ ti tuyệt học thiên địa truy hồn khóa hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi nhiều năm không gặp chiêu này tuyệt học bây giờ đột nhiên nhìn thấy trước tiên thế mà không nhận ra được sớm biết đây là vân vệ ti thiên địa truy hồn khóa mà nói hắn nói cái gì cũng sẽ không để mình bị cái đồ chơi này cuốn lên một khi bị cuốn lên phiền phức liền lớn trong lòng vừa muốn như vậy trên xích sắc bỗng nhiên truyền đến một cổ cự lực đem hắn hướng phía trước lôi kéo vân triều nguyên vô ý thức thôi động pháp lực cùng với chống cự nhưng cổ lực lượng này đơn giản to đến lạ thường, thân là tàn tiên hắn thế mà hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau, thân hình bị một chút hướng phía trước túng đi. Hơn nữa theo sự chống cự của hắn, thiên địa truy hồn khóa càng siết càng chặt, chậm rãi từ cánh tay leo lên lớn cánh tay, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn. Phía trước mãnh liệt phát bảo phong bạo tiêu tan, hiện ra Lý Quang Hải thân hình tới, tay phải hắn nhô ra, màu đen nhánh xiên xích cũng không phải từ hắn ống tay áo chui ra, mà là từ lòng bàn tay chui ra, hiện ra hào quang màu đen, mười phần quỷ dị. Vân Triêu Nguyên cắn răng một cái, một bên cùng lực kéo chống lại, một bên thôi động trôi nổi tại không trung ngũ sắc quan cầu luân chuyển, lần nữa hội tụ ngũ hành chi lực hướng Lý Quang Hải đánh tới. Lý Quang Hải nhìn cũng không nhìn, một tay vất lên, pháp lực mãnh liệt tuôn ra, sát khí giật mình chấn bát phương, trong chốc lát âm phong gầm thét, quỷ khóc thần hào, uy thế bàn bạc vô cùng. Vân vệ ti bí pháp, nộ long khóa nguyệt. Ngũ hành chi lực từ trên trời giáng xuống, lại bị tầng tầng bóc ra, cuối cùng tiêu tan vô hình. Vân Triêu Nguyên kinh hải đang xen, thầm nghĩ ngũ hành này chi thuật thế mà không làm gì được hắn, thế là một tay kết ấn, trong miệng niệm động chân ngôn chú ngữ, nguyên thủy tổ đình bí pháp liên tiếp thi triển, đổ ập xuống đập về phía Lý Quang Hải. Tu vi đạt đến hắn cảnh giới này, có thể câu thông thiên địa, tùy thời điều động thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, cho nên dưới tình huống bình thường, cơ bản sẽ không xuất hiện pháp lực thiếu thốn tình huống. Lần này Lý Quang Hải đã không có bấm niệm pháp quyết, cũng không có niệm chú, chỉ là miệng đóng chặt đứng ở đó, hít sâu một hơi, chợt hô ra ngoài. Theo hắn một hơi thở ra, hổ báo lôi âm từ khí hải mà sinh ở trong thiên địa vang dội vô hình sóng âm hết giận dữ mà ra trực tiếp đem vân triêu nguyên thi triển tất cả bí pháp đều đánh sơ sát phía dưới quan chiến vô số tu sĩ vội vàng vận chuyển hộ thể chân khí đồng thời hai tay gắt gao che lỗ tai thế nhưng hổ báo lôi âm vô khổng bất nhập chấn nhiếp tâm thần ngũ tạng giai chiến kém chút đem hồn đều cho đánh tan đây cũng là vân vệ ti một môn khác tuyệt học phục dưỡng long tức khoảng cách gần nhất vân triêu nguyên thủ trong khi xông, thể nội pháp lực bị hổ báo lôi âm dẫn động loạn đột tán loạn tâm thần thậm chí đều hoảng hốt như vậy một cái chớp mắt. Đúng lúc này, quấn quanh lấy cánh tay hắn đen như mực xiềng xích đột nhiên dùng sức, Vân Triêu Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người trực tiếp bị kéo bay. Khi ý hắn thức khôi phục tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy Lý Quang Hải một cái tay khác kim quang mãnh liệt, cùng bạo pháp lực đang tại hội tụ, bốn phía không gian đều đang vặn vẹo ba động, ẩn ẩn còn có long ngâm gào thét. Vân Triêu Nguyên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hơn nữa phản ứng của hắn cũng không chậm, lập tức bấm niệm pháp quyết niệm chú, tự diễm diệt tuyệt tay thi triển mà ra, trưởng ra như gió, uy năng tầng tầng khuấy động, chớp mắt liền điệp ra mấy ngàn trưởng, hung hăng banh ra. Trống. Một thanh âm vang lên thông thiên mà long hống tại tầng mây bên trong vang dội, pháp lực nộ đào cuồn cuộn ở giữa, một đầu cơ hồ muốn ngưng vì thực chất kim long hư ảnh gầm thét chấn động mà ra, vì thế hủy thiên diệt địa. Hám thiên hàng long trưởng, cùng long xuyên hải. Tại này cổ không thể địch nổi cường hãng hung kình trước mặt, vân triêu nguyên chồng tử diễm diệt tuyệt tay ngay cả một hơi thời gian đều không chống nổi, ầm vang phá toái. Kim Long đánh vỡ hộ thể chân khí, mắt thấy liền muốn lần nữa trọng thương Vân Triêu Nguyên, đúng lúc này, một cổ kỳ dị nhu hòa tay áo gió thổi tới, bao lấy Kim Long, nhanh chóng phồng lên, càng đem Kim Long hóa giải. Ngay sau đó lại là một đạo vô hình phong nhận lặng yên không một tiếng động chém tới, càng đem trói lại Vân Triêu Nguyên cánh tay đen như mực xiềng xích chặt đứt. Vân Triêu Nguyên nhanh chóng lùi về phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi liếc lý quan hải một cái, vừa rồi một chớp mắt kia, hắn thật sự có chủng tại trước quỷ môn quan đi một lượt cảm giác. Nếu quả như thật bị một chưởng kêu anh trúng, coi như không chết đoán chừng cũng sẽ trọng thương, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Vân Triêu Nguyên miệng đắng lưỡi khô, không khỏi nuốt nước miếng một cái, quay người đối với mặt không thay đổi Vân Tranh chắp tay, đa tạ tiên tổ. Vân Tranh không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn qua cách đó không xa Lý Quang Hải, chậm rãi nói, hậu sinh khả úy. Lý Quang Hải quanh thân mãnh liệt cùng bạo pháp lực, trong chớp mắt thu vào thể nội, tài năng lộ rõ khí tức cũng tiêu thất vô hình, lại biến trở về ngày bình thường ôn hòa khiêm tốn, hào phóng đắc thể bộ dáng quá khen. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngay sau đó lại nói, Vân Triêu Nguyên tiền bối vui lòng chỉ giáo, để cho vãn bối mở rộng tầm mắt, Nguyên Thủy Tổ Đình huyền công thần thông, coi là thật vô cùng lợi hại, cái này quan hệ tỷ thí cứu người công phu cũng có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt, vãn bối bội phục. Lời này vừa nói ra, phía dưới đám người sắc mặt cổ quái, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng, đồng thời chậm dần hô hấp, không dám thở mạnh, chỉ sợ gây nên chú ý. Tất cả mọi người không phải người ngu, Lý Quang Hải lời nói này nhìn như khen tặng, kỳ thực trong bông có kim, trong lời nói kẹp thương đeo gậy, ám phúng nguyên thủy tổ đình không chỉ muốn lớn lớn tiểu, còn thua không nổi, đơn đã độc đấu cũng muốn chặn ngang một tay. Đây là lời nói thật, nhưng người ta vân tranh dù sao cũng là nguyên thủy tổ đình thái thượng trưởng lão A, vẫn là hàng thật giá thật huyền thần cường giả, ngươi dạng này ngay thẳng, vạn nhất chọc giận đối phương có thế sao sinh là hảo. Cho nên phía dưới đám người lặng yên vận chuyển huyền công, đem pháp lực hội tụ hai chân, tùy thời chuẩn bị vắt chân lên cổ chuồng đi cũng may vân tranh độ lượng cũng không có đám người tưởng tượng như vậy nhỏ hẹp nhưng cũng không có rộng rãi như vậy trong lòng của hắn mặc dù tức giận nhưng cũng sẽ không bởi vì lý quan hải một câu nói mà thật sự ra tay với hắn miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử chỉ có thể khu môi múa mép vân vệ ti chính là như thế dạy bảo đến ngươi sao quả thực là không biết lễ phép chẳng phân biệt được tôn ti lý quan hải nhãn con ngươi nhíu lại thản nhiên nói vân vệ ti dạy bảo tiền bối chỉ sợ đời này cũng không cách nào lĩnh giáo đến nỗi tôn ti hắn dừng một chút trong tròng mắt đen duệ quan lóe lên âm thanh lạnh lẽo ngạo nghễ không phải ta nói ngoa ta lý quan hải thân là vân vệ ti thiếu chủ tương lai vân vệ ti tổng kỳ chủ thử hỏi trong thiên hạ ba ngàn cổ vực cái nào dám nói thân phận so ta tôn quý cho nên bàn về tôn ti tiền bối sợ là cũng không bằng ta giờ khắc này lý quan hải thân là vân vệ ti kỳ lân tử kiêu ngạo triển lộ không bỏ sót toàn thân trên dưới phóng xuất ra một cổ làm cho người muốn quỳ bái chí cao khí chất đây là thuộc về vân vệ ti thiếu chủ ngạo khí cùng tự tin không gì sánh kịp chương 342, huyền thần một chiêu. Hắn quả thật có cùng ngạo tư bản, tại thượng giới, thậm chí toàn bộ 3.000 cổ vực, ai dám can đảm trắng trận nói mình đạo thống mạnh hơn vân vệ ti. Nếu như dám nói, chỉ sợ ngày đầu tiên vừa nói xong, ngày thứ hai vân vệ ti tìm tới cửa đi. Phía dưới tùy thời chuẩn bị chuồng đi chúng tu sĩ, tất cả đều bị lý quan hải bá khí chiếc phục, bất luận nam nữ, toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt si mê nhìn qua hắn. Vân tranh bị liên tiếp cãi vã, trong lòng càng thêm không khoái, hắn vốn cũng không phải là cái gì hạn dễ nhằn lúc còn trẻ tính khí cũng rất là nóng nảy những năm gần đây mặc dù thu liễm rất nhiều nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là cất giấu một cổ hung tính ngày thường vẫn còn hảo chỉ khi nào có người chọc hắn không khoái cổ này hung tính liền sẽ triển lộ trước mặt người khác kỳ thực điều này cũng không có thể trách hắn tính khí không tốt đổi lại bất kỳ một cái nào huyền thần cường giả bị một cái tuổi trẻ hậu bối cãi vã như thế đều biết nổi trận lôi đình vân tranh chăm chú nhìn lý quang hải âm thanh lạnh lùng nói tốt 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 vân vệ ti kỳ lân tử quả nhiên không giống bình thường, thế nhân đều nói ngươi là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hôm nay ta liền tới nghiệm một chút ngươi đến tục cùng có mấy phần bản sự. Hắn bàn tay trái dâng lên màu tím ma diễm, không gian bị bốc hơi vạn vẹo hư vô, liền tầng mây đều bị nhuộm thành ám tử sắc. Vân Tranh thản nhiên nói, ngươi hai lần phá Vân Triêu Nguyên tử diễm diệt tuyệt tay, lần này liền tới thử xem ta, ta chỉ xuất một chiêu, ngươi nếu có thể ngăn lại, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Dứt lời, trưởng ra như bông lôi, giữa không trung ấn ra vô số đạo hùng hậu tử diễm trưởng lực trong khoảnh khắc liền xếp hơn vạn trưởng phô thiên cái địa tử diễm bốc lên nhiệt độ chợt cất cao lý quang hải chăm chú nhìn vô biên vô tận tử diễm trưởng lực thần sắc hắn vô cùng thận trọng điên cùng vận chuyển huyền công đồng thời câu thông bên trong trong vũ trụ tạo hóa thần thụ bản nguyên chi lực liên tục không ngừng đưa vào thể nội chuẩn bị chọi cứng cái này một cái tử diễm diệt tuyệt tay huyền thần cường giả không hổ là thế giới này chí cường giả vừa mới vân triêu nguyên đem hết toàn lực hai tay cùng lúc thi triển tử diễm diệt tuyệt tay cũng bất quá mới chồng hơn ngàn trưởng. Kết quả cái này vân tranh, hời hợt ở giữa liền vỗ ra hơn vạn trưởng, hơn nữa còn là một cái tay, vi năng càng là so mây hướng nguyên thi triển cường đại vô số lần, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Quả nhiên bí pháp thần thông chẳng phân biệt được mạnh yếu, mấu chốt là xem ai dùng. Kỳ thực Lý Quang Hải muốn ngăn lại một trưởng này cũng không khó, hắn có rất nhiều thủ đoạn cùng pháp bảo đều có thể làm được. Nhưng hắn vẫn không muốn động dùng, bởi vì những năm gần đây, hắn cảm thấy mình có chút quá xuôi gió xuôi nước mặc dù tru sát rất nhiều cái khí vận chi tử, nhưng lại chưa bao giờ từ trên người bọn họ cảm nhận được qua áp lực, chớ nói chi là cảm giác nguy cơ. Cho nên Lý Quang Hải nghĩ tôi luyện một chút chính mình, tìm đường chết mấy lần, để cho tiềm năng của mình tại cao áp trạng thái dưới bạo phát đi ra, thích ứng ở dưới áp lực chiến đấu. Trong nhà kính đóa hoa, chú định không thành được đại khí. Sở dĩ Lý Quang Hải sẽ sinh ra loại ý nghĩ này, là bởi vì đến tiên giới sau đó, hắn phải đối mặt đối thủ, một cái sau một cái cường đại, một cái sau một cái đáng sợ, hơn nữa hắn cũng không xác định lý do tại tiên giới thế lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu có thể hay không có vân vệ ti lực uy hipper như thế tại thượng giới lý quang hải là vân vệ ti thiếu chủ người người đều kính hắn sợ hắn cho nên bất luận hắn làm bất cứ chuyện gì chỉ cần hơi cẩn thận cẩn thận một chút rất dễ dàng liền có thể hoàn thành nhưng đến tiên giới thân phận ưu thế không biết vẫn sẽ hay không kéo dài cho nên hắn nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chu đáo thừa dịp còn tại thượng giới thời điểm hung hăng tôi luyện một chút chính mình bây giờ thế hệ trẻ tuổi đã không người là đối thủ của hắn, cho nên mục tiêu của hắn là những cái kia thế hệ trước cường giả. Hắn có ý chọc giận Vân Tranh, chính là có chủ ý này. Còn có cái gì so đối mặt một tôn huyền thần, càng khiến người ta cảm thấy ngạc thở cùng tuyệt vọng. Hư không phòng lên, tử diễm diệt tuyệt tay nghiền ép mà đến, chỗ đi qua không gian đều hư hóa. Giữa thiên địa nhất lên một cổ tử diễm phong bạo, màu tím lôi long tại tầng mây bên trong lăn lộn gào thét, đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu, chấn động đến mức bọn hắn có chút choáng váng lệ ngưng sương cùng gió ngữ sinh chăm chú nhìn không trung các nàng mi tâm mở rộng lấp lóe nhất thanh nhất bạch hai màu thần quang tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện mặc dù tại tử diễm diệt tuyệt tay uy thế ngập trời phía dưới các nàng liền như là hai cái sâu kiến nhưng các nàng như cũ hạ quyết tâm cho dù chết cũng muốn chết ở lý quang hải chi phía trước vạn trượng trời cao bên trong lý quang hải kình y tại trong cùng phong bay phất phới đập vào mặt tử diễm phong bạo nhiệt độ cao tới mấy vạn độ nóng bỏng vô cùng hắn mi tâm lấp lóe ánh sáng nhạt tại thân thể mặt ngoài bám vào bên trên một tầng tựa như dùng thủy ngưng tụ mà thành y phục, đem nhiệt độ cao rừng rực bài xích ra ngoài. Ngay sau đó tay trái ôm tròn, mở phân thái cực, na di càng khôn, dẫn động thiên địa chi lực, hội tụ song trưởng. Xa xa vân tranh lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ tiểu tử này còn không có đặt chân huyền thánh cảnh, làm sao có thể dẫn động thiên địa chi lực. Trống. Long ngâm hưởng triệt hoàng vũ, thoáng chốc phong vân biến sắc, phi long uống lượng, thế nắp bát phương, kỳ thế phá cửu thiên, sát khí hách trường hồng hám thiên hàng long trưởng, thương long phá thiên. Tám đầu kim long liệt thiên xới đất, cùng bạo cương mảnh chi khí trung chuyển vân tiêu, khóc quỷ nhiếp thần, hung hăng vọt tới tử diễm diệt tuyệt tay. Hai cổ năng lượng chạm vào nhau, trên bầu trời đầu tiên là nổ tung một đoàn vô biên vô tận pháp lực phong bạo, ngay sau đó kinh thiên động địa tiếng vang cùng cuộn đẩy ra, vô số quan chiến tu sĩ phun ra một nguồn máu tươi, sụi lơ trên mặt đất, đã thụ thương không nhẹ. Mở trận. Không biết là ai lớn trống lên một tiếng, để thất chiến đoàn pháp trận phòng ngự khởi động pháp lực phong bạo bao phủ thiên địa phương viên mấy vạn dặm sơn băng địa liệt thanh thúy tươi tốt rừng rậm bị sang thành bình địa liên miên ngàn dặm núi cao hóa thành hư không trốn hướng về phương xa sinh linh cùng chim bay bị pháp lực phong bạo tác động đến hài cốt không còn không biết qua bao lâu pháp lực phong bạo uy năng tiêu tan phương viên mấy vạn dặm một mảnh hoang vu tất cỏ không còn để thất chiến đoàn pháp trận phòng ngự tại một khắc cuối cùng vỡ tan cũng may khúc thiên hòa đang thiên tuyệt bọn người liên thủ kịp thời bố trí một cái tạm thời phát trận lúc này mới bảo vệ tam quân tính mạng của tướng sĩ. Cái này tạm thời pháp trận bày trận giả là đang thiên tuyệt, hắn đối với trận pháp nhất đạo rất có nghiên cứu, thời khắc mấu chốt ngược lại thật sự là có đất dụng võ. Nguy cơ giải trừ, đám người trước tiên ngước đầu nhìn lên thiên khung, lập tức con ngươi cùng nhau co rụt lại. Vạn trượng trời cao tầng mây bên trong, Lý Quang Hải cùng Vân Tranh đứng đối mặt nhau, nhìn đối phương. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, sau một hồi khá lâu, Vân Tranh mở miệng, đi. Thật đơn giản một chữ lại làm cho quan chiến mọi người đồng loạt thở dài một hơi. Tôn đại thần này cuối cùng đã đi, vạn nhất hắn chơi xấu, lại xuất một chưởng, để thất chiến đoàn liền thật muốn toàn quân bị diệt. Vân Tranh cuối cùng nhìn chằm chằm Lý quan Hải một mắt, quay người bước ra một bước, xuất hiện ở chân trời. Quan chiến tu sĩ lần nữa cùng nhau hít sâu một hơi, xúc địa thành thốn, thật tuấn thần thông. Học được môn thần thông này, nơi nào còn cần đến trận pháp truyền tống A. Muốn đi nơi nào, đi mấy bước đã đến. Xa xa mây hướng nguyên mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không cam lòng, nhưng lão tổ nhà mình đều đi, còn để lại tới làm gì? Hắn hung ác trợn mắt nhìn Lý Quang Hải một mắt, chợt thi triển thân pháp thần thông, nhanh chóng đi xa. Chương 343, Lý Nhạn Ảnh. Lý Quang Hải treo ở không trung, bây giờ sắc mặt của hắn thoáng có chút tái nhợt. Huyền thần dù sao cũng là huyền thần, hắn giờ phút này cùng loại đẳng cấp này cường giả đối cứng, căn bản không có phần thắng. Đương nhiên, nếu như vận dụng tạo vật tiên đỉnh mà nói, vậy thì chớ bàn những thứ khác nhìn xem vân tranh cùng vân triêu nguyên rời đi phương hướng lý Quang hải nhãn trung thoáng qua một vòng vẻ âm trầm hắn cho tới bây giờ đều không phải là lòng dạ rộng lớn người có tư tâm hơn nữa có thù tất báo nhưng lần này lý Quang hải cũng không muốn vận dụng vân vệ ti sức mạnh hắn nghĩ dựa vào chính mình tích lũy sức mạnh để cho nguyên thủy tổ đình gấp 10 hoàn trả không tệ là để cho nguyên thủy tổ đình gấp 10 hoàn trả cũng không phải khiến vân tranh một người gấp 10 hoàn trả ngươi không phải ưa thích lấy lớn hiếp bờ nhỏ sao tốt lắm ta cũng đi khi dễ một chút con cháu của ngươi hậu đại. Đến nỗi vân tranh, Lý Quang Hải cũng không định bỏ qua cho, nhưng muốn đối phó hắn, tại không vận dụng vân vệ ti sức mạnh điều kiện tiên quyết, vẫn còn có chút khó khăn. Hắn từ trên trời giáng xuống, lệ ngưng sương bọn người lập tức xông tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng vẻ lo lắng, hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Sắc mặt của ngươi hảo tái nhật. Không sao, tiêu hao quá lớn mà thôi, điều tức một hồi liền tốt. Lý Quang Hải cười lắc đầu, tiếp đó trực tiếp trở về phi hành thần chu trong cung điện, ngồi xuống điều tức. Vừa mới ngồi xuống, trong cung điện sương đỏ bốc lên, một đạo người mặc rộng lớn áo đỏ thân ảnh kiều tiểu từ sương đỏ đi ra, chính là Lý Nhạn Ảnh. Bây giờ nàng chân mày cau lại, rõ ràng diễm trên mặt tràn đầy không hiểu, hỏi, ngươi vừa rồi tại sao không để cho ta ra tay? Lý Quang Hải trả lời, ta nghĩ dựa vào lực lượng của mình giải quyết nguyên thủy tổ tòa. Lý Nhạn Ảnh đi tới hắn bên cạnh thân, trắng nõn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, chúng ta còn cần phân lẫn nhau sao? Lý Quang Hải nói, lão tổ yên tâm, ta giống như là ăn thịt thòi người sao? Ai? Lý nhạn ảnh yếu ớt thở dài, mang theo một cổ làn gió thơm, đứng lên nói, vậy được rồi, ta liền tin tưởng ngươi một lần, ta đi tìm hắn tính sổ. Lý Quang Hải hỏi, ngươi muốn đi tìm Vân Tranh? Lý nhạn ảnh nói, đúng vậy a, à, ngươi nghĩ dựa vào sức mạnh của chính ngươi đối phó nguyên thủy tổ tòa, ta không ngăn cản ngươi, nhưng hôm nay chuyện này đại gia rõ như ban ngày, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thượng giới. Nếu như ta vân vệ ti sau đó không nói tiếng nào, há không danh tiếng quét rác cho nên coi như ta không xuất thủ, vân vệ ti những người khác cũng sẽ không bỏ mặt, không quan tâm. Ta đi đem vân tranh cái kia lão tạp mau giáo huấn một lần, đến nỗi nguyên thủy tổ đình nơi đó tạm thời giao cho ngươi đi giải quyết. Nếu như ngươi không giải quyết được, vân vệ ti liền sẽ phái người thay ngươi diệt nguyên thủy tổ tòa. Nói đi, trong cung điện sương đỏ sôi trào, lý nhạn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lý Quan Hải cười khổ, thân là vân vệ ti thiếu chủ, coi như chính hắn lòng dạ rộng rãi không muốn báo thù, vân vệ ti cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ tiến vào bên trong vũ trụ, tại tạo hóa dưới cây thần ngồi xếp bằng. Tiêu hao pháp lực không đến hai nén nhang liền hoàn toàn khôi phục, có tạo hóa thần thụ tại, căn bản không cần lo lắng pháp lực không đủ dùng vấn đề. Đúng lúc này, Lý Quang Hải mi tâm ô quan chấp động, hắn đem tầm mắt chuyển đổi đến ma niệm trên phân thân. Bây giờ Ma Ngưu yêu thánh cùng người khác yêu, đang đứng tại một cái cực lớn cái hố phía trước, cái hố hiện hình tròn, đường kính mấy trượng, coi như rộng rãi. Ma Ngưu yêu thánh nói, "Chủ thượng, ở đây chính là tộc ta một chỗ khác căn cứ địa cửa vào, chúng ta bây giờ liền xuống ngay sao? Lý Quang Hải khống chế ma niệm phân thân hỏi, nơi này kẻ thống trị là ai? Ma ngư yêu thánh trả lời, không bị ràng buộc thiên vương. Lý Quang Hải nhớ mày, không bị ràng buộc thiên vương là cái gì? Ma ngư yêu thánh cười khổ, bẩm chủ thượng, không phải đồ vật gì, đây là hắn xưng hào. Trước kia ma tộc cường thịnh thời điểm có tám bộ chúng, tứ đại thiên vương các chức vị, mà cái này không bị ràng buộc thiên, chính là tứ đại thiên vương một trong. Lý Quang Hải hỏi lại, vậy hắn tu vi gì? Ma Ngư yêu thánh nói, yêu thần, hơn nữa còn là chiến lực cực mạnh yêu thần, dũng mãnh hiếu chiến, chết ở trong tay hắn nhân tộc cường giả đỉnh cao vô số kể. Lý Quang Hải tâm niệm khẽ động, trực tiếp cùng phân thân dung hợp, xuất hiện ở cái này hoang tích chi địa. Ma Ngư yêu thánh biết là hắn bản tôn đích thân đến, lập tức quỳ xuống, hô to, thánh quan diệu diệu, khải ta trong vắt tâm, vô lượng tình thổ, thọ cùng trời đất, thiên thu vạn tái, nhất thống hoàng vũ. Lý Quang Hải sạm mặt lại, lại không nói thêm cái gì chỉ là khu tay nói đứng dậy a à. tạ à, chủ thượng lúc này s từ dưỡng hồn trong ngọc bay ra cảm khái nói a nha rất lâu không gặp không bị ràng buộc ngày, ta nhớ được hắn trước kia thích nhất đánh cờ chỉ là kỳ nghệ rất dở cũng không biết đã nhiều năm như vậy phải chăng có chỗ tiến bộ lý quang hải xuất lĩnh bày yêu nhảy vào địa động nếu quả thật như mang ngưu yêu thánh nói tới cái không bị ràng buộc thiên vương này là yêu thần mà nói như vậy chính mình liền có thể lợi dụng lực lượng của hắn báo thù nguyên thủy tổ tòa hơn nữa đây chỉ là trong đó một chỗ ma tộc chỗ ẩn thân mà thôi những địa phương khác cứ điểm chẳng lẽ cũng sẽ không tất giấu yêu thần đem bọn hắn đều thu vào dưới trướng báo thù nguyên thủy tổ đình ở trong tầm tay lý quang hải ma chủ chi nhãn là ma tộc tồn tại trí cao chỉ cần đối phương là ma liền trốn không thoát ma chủ chi nhãn trưởng khống cho nên trên đời này tất cả yêu ma cũng là thuộc về hắn sức mạnh lão tổ cứ tính như vậy sao thái gia hắn bây giờ tung tích không rõ nhất định là tiểu tử kia dở trò quỷ vân triều nguyên tại vân tranh bên cạnh nói như thế kỳ thực trước đó hắn còn đối với lý quang hải thực lực có chỗ hoài nghi dù sao mây mở thái hòa đồ thanh đô là huyền tiên đại năng lý quang hải chỉ là một cái huyền hoàng tiểu bối mà thôi chênh lệch quá lớn như thế nào so sánh nhưng khi hắn cùng lý quang hải giao thủ qua sau đó ý nghĩ này liền hoàn toàn thay đổi lý quang hải chiến lực có thể xưng kinh khủng nếu như không phải thời khắc sống còn vân tranh kịp thời ra tay hắn coi như không chết cũng phải trọng thương vân tranh nói ngươi còn muốn như thế nào nữa bắt hắn nghiêm hình bức cung hay sao vân triêu nguyên ngữ nhét nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải vân tranh tiếp tục nói có chừng có mực thấy tốt thì ngưng vân vệ ti không dễ chọc vân triêu nguyên lo lắng nói lão tổ vân vệ ti làm việc nổi danh phách lối bá đạo chúng ta hôm nay như thế nhằm vào lý quang hải vân vệ ti có thể hay không tới tìm chúng ta tính sổ sách a vân tranh liếc mắt nhìn hắn như thế nào ngươi sợ vân triêu nguyên cười lớn dĩ nhiên không phải chỉ có điều vân tranh nắc lời nói đi lấy vân vệ ti tác phong làm việc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng dưới mắt nam hải chiến sự báo nguy ta nguyên thủy tổ đình chính là chủ lực một trong vân vệ ti nếu như muốn nhằm vào chúng ta chắc chắn bị thế nhân lên án chẳng phân biệt được nặng nhẹ đưa thượng giới tại hiểm cảnh ngươi cảm thấy các đạo thống sẽ bỏ mặt mặt kệ sao nói đến đây hắn trầm thấp ngữ khí cười lạnh một tiếng vân vệ ti hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy là thời điểm đáng chết giết bọn hắn ngụy khí vân triều nguyên không có nhận lời trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt luôn cảm thấy trong lòng đã có dự tính lão tổ quá mức chắc hẳn phải vậy một chút cảm giác chuyện gì không tốt muốn phát sinh nghĩ lại phía dưới lão tổ lời nói này vẫn rất có đạo lý nguyên thủy tổ đình là nam hải chiến sự quân chủ lực nếu như vân vệ ti nhất định phải đến tìm phiền phức đó chính là cùng toàn bộ thượng giới gây khó dễ sẽ bị người lên án nhưng vân vệ ti là thế lực gì làm việc tàn nhẫn tàn khốc không từ thủ đoạn vì đạt đến mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào giống như vậy một cái tồn tại sẽ bận tâm những sự tình này sẽ biết sợ bị thượng giới lên án sao? Chủ soái chỉ huy trong đại trướng, Tiêu Khải Dương ánh mắt cổ quái nhìn xem bàn trước Hải, đem hắn thấy trong lòng hoảng sợ, cuối cùng thực sự nhịn không được, âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Khải Dương, ngươi nhìn cái gì vậy? Tiêu Khải Dương nhún vai, sau đó ngữ khí cổ quái nói, Nguyên Thủy Tổ Đình hảo phách lực, dám đi tìm Lý Quan Hải đòi hỏi thuyết pháp, hắn nhếch lên một cây ngón tay cái, bàn huynh không tầm thường. Bàn trước Hải bình tĩnh khuôn mặt, kỳ thực Vân Tranh vừa mới khởi hành rời đi thời điểm, hắn liền biết được tin tức vội vàng chạy tới thuyết phục ngăn cản, làm gì Vân Tranh lúc đó nổi trận lôi đình, căn bản khó chơi, hoàn toàn ngăn không được. Về sau thậm chí ngay cả Vân Triêu Nguyên đều giấu giếm hắn, vụng trộm chạy tới để thất chiến đoàn góp náo loạn. Bàn chức Hải Thân là trưởng giáo, rất nhiều chuyện thấy thậm chí sau Vân Tranh còn muốn thấu triệt, Vân Tranh mặc dù thiên phú trác tuyệt, tu vi thông thiên, nhưng ở phương diện quản lý đạo thống, cơ hồ có thể nói là dốt đặc cán mai. Cái này cũng là vì cái gì Vân Tranh chưa bao giờ ngồi trên qua trưởng giáo chi vị nguyên nhân, bởi vì hắn không thích hợp tại vân tranh không để ý khuyên can cưỡng ép đi tìm lý quan hải phiền phức một khắc kia trở đi bàn chức hải liền biết sự tình lớn rồi bất luận vân tranh lần này đi kết quả như thế nào vân vệ ti đều khó có khả năng ngồi yên không để ý đến nhất định sẽ tới tìm hắn báo thù không tệ không phải tính sổ sách cũng không phải tìm phiền toái mà là báo thù vân vệ ti làm việc từ trước đến nay lấy quả quyết tàn nhẫn nổi tiếng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều trực tiếp động thủ chính là bây giờ bàn chức hải chỉ ở trong lòng cầu nguyện chỉ mong vân tranh không có bị lửa giận choáng váng đầu óc không đem cái kia lý quan hải như thế nào cứ như vậy sự tình có lẽ còn sẽ có đường lùi đúng lúc này trong trướng không gian ba động vân tranh cùng vân triêu nguyên xuất hiện tại trong trướng nhìn thấy vân tranh đám người sắc mặt cổ quái nhưng toàn bộ đều ngồi nghiêm chỉnh dù sao đây là một tôn chân chính huyền thần cường giả ở trước mặt hắn tốt nhất đừng bày ra một bộ mềm mại tư thái bàn chức hải không dám chỉ trích vân tranh cái gì lại hung ác trợn mắt nhìn vân triêu nguyên một mắt đứng dậy chắp tay nói thái thượng trưởng lão ngươi đem cái kia lý quan hải thế nào hắn vô ý thức ngừng thở trái tim cũng treo lên chỉ sợ nghe được cái gì tin tức xấu vân tranh cũng là người già thành tinh liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn hừ lạnh nói yên tâm hắn còn sống không có thiếu cánh tay chân gãy hô bàn chức hải trọng trọng thở ra một hơi còn tốt còn tốt sự tình cũng không có phát triển đến mức không thể vãn hồi vân tranh có chút bất mãn thái độ của hắn nếu mày nói người có chút kiên kỵ vân vệ ti quá mức ta đi tìm lý quan hải phiền phức hợp tình hợp lý, nhưng hắn vân vệ ti nếu như dám đến tìm ta tính sổ sách, đó chính là không đặt thượng giới tồn vong trong lòng, ngươi cảm thấy bọn hắn dám đến sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, mơ hồ có tiếng sấm rền tại Bắc phương vang động, không khí ngừng lưu chuyển, tất cả mọi người đều cảm giác tức ngực khó thở, có chút không thở được, giống như phải đại nạn trước mắt, cực kỳ kiềm chế. Tiêu Khải Dương bọn người càng là hải nhiên phát hiện, chính mình thế mà không động được, dù là nâng lên một ngón tay, đều phải đem hết toàn lực. Loại này cực đoan bầu không khí ngột ngạt, làm cho tất cả mọi người lý trí đều gần như sụp đổ. Đúng lúc này, vân tranh trong lòng báo động tỏa ra, một luồng hơi lạnh từ xương sống sông thẳng đỉnh đầu, cả trương gia đầu trong nháy mắt trung lên, bỗng nhiên quay đầu, lý nhạn ảnh. Chương 344, bao che khuyết điểm thủ hộ thần. Lời mới vừa ra miệng, tất cả mọi người đều còn không có phản ứng lại, một cổ hồng sắc hung gió trong nháy mắt xé rách cả tòa trung quân đại trướng, hung hăng xung kích tại vân tranh trên thân. Vân tranh giống như là bị đạn pháo đánh trúng, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài, đánh vỡ tường sau, biến mất không thấy gì nữa. Trung quân đại trướng triệt để bị hủy, đám người sau khi phản ứng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, trong chớp mắt Vân Tranh đã bị đạo kia hồng sắc hung gió đưa đến vạn trượng trời cao. Cơ thể của Vân Tranh bị một cổ năng lượng kỳ dị cuốn lấy, không thể động đậy, hắn vận chuyển huyền công, câu thông thiên địa, khẽ quát một tiếng, phá. Ngôn xuất pháp tùy, trong cơ thể của Vân Tranh pháp lực dân trào, cưỡng ép xông phá gò bó, ngẩng đầu nhìn về phía phía tây nam, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Nhạn Ảnh, ngươi muốn thế nào? Người mặc rộng lớn áo đỏ lý nhạn ảnh từ tầng mây đi ra, không còn ngày xưa như vậy lười biếng, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh dễ nghe êm tai đến cực điểm, nhưng lại lạnh nhạt đến cực điểm, sát ý lẫm nhiên. Ngươi nói xem. Cảm nhận được lý nhạn ảnh trên người tán phát ra sát cơ mãnh liệt, không biết bao lâu chưa bao giờ gặp đối thủ Vân Tranh, trong lòng lần nữa sinh ra e ngại cảm xúc. Nhớ kỹ lần trước sinh ra loại tâm tình này thời điểm, cũng là tại đối mặt lý nhạn ảnh chi lúc. Cùng Vân Tranh người cùng một thời đại, cũng sẽ không quên cái kia đoạn bị lý nhạn ảnh nghiền ép ký ức nữ nhân này kinh tài tuyệt diễm tới cực điểm bất luận dung mạo thiên phú lại có lẽ là thân phận thiên hạ không người có thể xuất kỳ hữu nàng sáng tạo ra vô số kỳ tích vô tình nghiền ép niên đại đó tất cả thiên kiêu một thân một mình đăng lâm tuyệt đỉnh quét ngang thượng giới vô địch thiên hạ mà vân tranh chẳng qua là trước kia những cái kia bị nghiền ép chúng thiên kiêu bên trong một cái vô tận mấy tháng đến nay thương hải tan điền thế sự biến thiên nhưng hắn vẫn không có từ bị lý nhạn ảnh triệt để nghiền ép trong bóng tối đi ra. Không chỉ là hắn, niên đại đó tuổi trẻ thiên kiêu, tất cả đều là như thế. Cùng lý nhạn ảnh nữ nhân này sinh ở cùng một cái niên đại, là bọn hắn bất hạnh lớn nhất. Vân tranh mặc dù trong lòng e ngại, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên thủy tổ đình thái thượng lão tổ, đại gia toàn bộ đều ở phía dưới nhìn xem, liền xem như e ngại, cũng không thể biểu hiện quá sợ. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, lý nhạn ảnh, ta nguyên thủy tổ đình một tôn huyền tiên tung tích không rõ, chuyện này chắc chắn cùng Lý Quang Hải thoát không ra liên quan, ta đi tìm hắn ra hỏi thiên kinh địa nghĩa. Lại nói, ta cũng không có đem hắn như thế nào, dưới mắt hắn không phải sống yên lành sao. Lý Nhạn ảnh âm thanh lạnh lùng nói, tìm hắn ra hỏi. Ngươi xứng sao? Lời nói này đủ hung ác, không chút nào cho vân tranh mặt mũi, trực tiếp liền để hắn xuống đài không được, đều đến lúc này, nếu như hắn một chút xíu biểu thị cũng không có, nhất định sẽ bị thế nhân chế nhạo. Nguyên thủy tổ đình thái thượng trưởng lão Phạm Túng, Lý Nhạn ảnh đủ loại ngôn ngữ làm khó dễ cứ thế không dám lên tiếng. Vân Tranh hít sâu một hơi, bình phục lại lửa giận trong lòng, nói, Lý Nhạn Ảnh, ngươi đừng kinh người quá đáng, bây giờ nhân tộc cùng hải tộc ở giữa đại chiến bộc phát, ta nguyên thủy tổ đình là Nam Hải tiền tuyến chủ lực một trong, ngươi nếu không phân rõ phải trái, chính là không đặt toàn bộ thượng giới an nguy trong lòng. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức rối loạn lên. Vân Tranh nói không sai. Nguyên Thủy Tổ Đình là Nam Hải chiến sự quân chủ lực, Vân Tranh càng là ác chủ bài một dạng chiến lực, bây giờ chiến sự chưa hết, nếu như mình người trước hết đánh cái lưỡng bại câu thương, vạn nhất hải tộc thừa cơ tiến quân, nam vực chẳng phải là muốn thất thủ. Những đạo lý này tất cả mọi người hiểu, lại không có một người dám mở miệng thuyết phục, bởi vì tu vi của bọn họ quá yếu, tùy tiện mở miệng, rất có thể trêu chọc tới giết thân họa. Cho nên đại gia toàn bộ đều tâm hữu linh tê một dạng lựa chọn trầm mặt, cũng không nói nhiều. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân nhìn xem liền tốt, hàng vạn hàng nghìn đừng nhúng tay. Lý nhạn ảnh áo đỏ như máu, trong gió bay múa, rõ ràng diễn trên dung nhan tuyệt thế trải rộng sương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, lão già, nói nhảm nhiều như vậy, ta coi như không nói đạo lý, ngươi thì phải làm thế nào đây? Dứt lời, chỉ nghe tông một tiếng, lý nhạn ảnh hóa thành xương đỏ biến mất không thấy gì nữa. Vân tranh như lâm đại địch, treo lên 120 điểm tinh thần, chống lên ba đạo hộ thể chân khí, pháp lực bao phủ phương viên mấy trượng phạm vi, thần kinh trăng cứng tới cực điểm, chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động. Bây giờ hắn rất giống một cái bị hoảng sợ chim cút, có chút phản ứng quá độ. Điều này cũng không có thể trách hắn, không có trải qua niên đại đó người, không cách nào lý giải lý nhạn ảnh khủng bố cỡ nào. Vân tranh thần niệm giống như thủy triều bao phủ mà ra, trong vòng nghìn dặm bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy được sau lưng phong thanh có chút không đúng, cơ thể lập tức căng cứng, không cần suy nghĩ, trưởng vận u quan, quay người một trưởng oanh ra. Sương đỏ lan lộn, vân tranh cánh tay giống như là giấy dáng, vịt một tiếng nổ nát vụn, vô số đạo tắc phân tán bốn phía, thân hình của hắn cũng bị oanh ra trăm ngàn trượng xa còn chưa đứng vững, xương đỏ lần nữa xoắn tới, chia ra làm sáu, đem đường lui của hắn hoàn toàn phong kín. Vân Tranh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng mình coi như không bằng Lý Nhạn Ảnh, nhưng đại gia cùng là huyền thần cảnh, coi như biết có một chút chênh lệch, hẳn là cũng không phải rất lớn. Nhưng giờ khắc này, hắn phát hiện mình sai, 10 phần sai. Huyền thần cũng là có phân chia mạnh yếu, thân là nguyên thủy tổ đình thái thượng trưởng lão hắn, căn cơ vững chắc, nội tình thâm hậu, sở học tất cả đều là bác đại tinh thâm huyền công bí pháp, thực lực tự nhiên không tính yếu, nhưng mới rồi vẹn vẹn chẳng qua là cho Lý Nhạn ảnh giao thủ một chiêu, liền để hắn có loại lấy trứng chọi đá, khiến càng lay cây cảm giác bất lực. Nữ nhân này thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Bất quá Vân Tranh cũng không muốn khoanh tay chịu chết, bây giờ hắn đổ nát vụn cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu, hai tay nhanh chóng kết ấn, lưu lại từng đạo tàn ảnh, khi triển ra nguyên thủy tổ đình phòng ngự bí pháp, tại thân thể chung quanh ngưng tụ ra một tầng giao vải bảo hộ khải lục đạo giải lộ màu đỏ hung hăng quất vào trên dao vẫy bảo hộ khải vân tranh đau khổ chèo chống cuối cùng chỉ chống nổi ba đạo thất luyện dao vẫy bảo hộ khải bảo toái vân tranh kết ấn nhanh như thiểm điện hai tay bao trùng tử diễm chưởng ra như gió khoảnh khắc liền trước người chồng gần 10 vạn bàn tay lực đón lấy còn lại ba đạo thất luyện tử diễm diệt tuyệt tay bị hắn thi triển đến cực hạn vi năng so với lý quan hải thi triển lúc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần vạn dặm tầng mây thần quan chớp động tựa như bắn pháo hoa đồng dạng tiếng ầm ầm bên tai không dứt chấn nhiếp nhân tâm cái này tử diễm diệt tuyệt tay, không hổ là nguyên thủy tổ đình uy năng tối cường bí pháp một trong, 10 vạn đạo trưởng lực tựa như gió táp mưa rào giống như oanh ra, lại ngạnh sinh sinh oanh bạo hai đạo thất luyện. Đáng tiếc vẫn là không có thể ngăn nổi cuối cùng một đạo, tầng ba hộ thể chân khí bị xé nứt, thất luyện hung hăng quất vào vân tranh ngực, trực tiếp đem hắn chém làm hai đoạn, lại không có máu tươi chảy ra. Không còn nửa người vân tranh rống giận, lý nhạn ảnh. Ngươi! Lời còn chưa kịp nói ra miệng, trong hư không lần nữa xương đỏ sôi trào, dệt thành một cái lưới lớn, hướng về vân tranh phủ đầu rơi xuống trực tiếp đem hắn chém thành khối vụn phía dưới tiêu khải dương bọn người nhìn thấy một màn này toàn bộ đều cả kinh hít sâu một hơi cái này lý nhạn ảnh thủ đoạn chi tàn nhẫn thực sự là nhìn thấy mà giật mình làm người ta khiếp sợ nhất nhưng là thực lực của nàng cùng là huyền thần vân tranh cũng không yếu nhưng ở trước mặt lý nhạn ảnh giống như liền như là con nít ba tuổi mặt nàng nắm không hề có lực hoàng thủ tàn kiếm sơn trang trang chủ tiêu khải dương ánh mắt cổ quái liếc bàn trước hải một cái Vân vệ ti có dạng này một tôn bao che khuyết điểm thủ hộ thần tại, người nguyên thủy tổ đình còn dám chủ động đi treo chọc, chẳng lẽ là uống lộn thuốc. Chương 345, giết gà dọa khỉ. Bàn chức hải bình tĩnh khuôn mặt, nhìn hàm hàm sắc mặt trắng héo vân triêu nguyên, âm thanh khàn khàn trầm thấp, ngươi làm chuyện tốt. Hắn cách diễn tả là ngươi, mà không phải các ngươi, mặc dù bàn chức hải là nguyên thủy tổ đình tông chủ, nhưng cũng không dám trước mặt mọi người chỉ trích thái thượng trưởng lão không phải. Nguyên thủy tổ đình cũng không phải một cái lấy huyết mạch tạo dựng mà thành đạo thống, chấp trưởng trung khu những đại nhân vật kia cơ bản đều không thân chẳng quen. Tại nguyên thủy tổ tòa, có quyền thế nhất không gì bằng bàn trước hải nhất mạch kia, leo lên trưởng giáo chi vị sau, hắn đem chính mình nhiều năm tài bồi tâm phúc xếp vào đến mỗi vị trí trọng yếu. Đến nỗi người nhà cùng họ hàng, chỉ cần có thực lực có năng lực, đều có thể lẫn vào tầng quản lý. Trừ cái đó ra, quyền thế lớn nhất không gì bằng vân thị một mạch, thập đại trường lão chi vị, vân thị một mạch độc chiếm thứ ba, còn lại hậu thế mỗi người giữ đúng vị trí của mình, chức vị đều không thấp càng quan trọng chính là, vân thị một mạch cao thủ đông đảo, người bên ngoài tạm dừng không nói, vân tranh chính là vân thị một mạch đệ nhất nhân, đồng thời cũng là nguyên thủy tổ định đỉnh tiêm chiến lực một trong, thân phận địa vị cực kỳ siêu nhiên. Vân thị một mạch nắm giữ rất lớn ngữ quyền, nhiều khi, bàn chức hải cái này nhất tông chi chủ đang làm cái nào đó quyết định thời điểm, đều muốn bị vân thị một mạch cản tay. Bây giờ bàn chức hải trong lòng vô cùng tức giận, cũng không dám chỉ trích vân tranh chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng có thể chịu hắn hẹn buộc vân triêu nguyên. Vân Triêu Nguyên rụt cổ một cái, không dám phản bác. Hắn là thế nào đều không nghĩ đến Vân Vệ Ti thế mà tới nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới Vân Vệ Ti phách lối cùng vọng đến tình cảnh vẫn như cũ cũng không nói lời nào, trực tiếp động thủ. Lão tổ không phải nói Vân Vệ Ti không dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơ xuất sao? Vì cái gì bây giờ Vân Vệ Ti vẫn là động thủ, hơn nữa tới vẫn là cái này được ghi vào sự sắc yêu nữ. Vân Triêu Nguyên ý thức được chính mình hai người đánh giá thấp Vân Vệ Ti bá đạo, đối phương bất kể ngươi giả hay không giả thiên hạ chi đại sơ xuất trực tiếp giết đến tận cửa, nửa câu nói nhảm đều không nói. Vạn trượng trời cao bên trong chiến cuộc cơ hồ là nghiêng về một bên, Vân Triêu Nguyên lo lắng tiếp tục như vậy nữa, lão tổ nhà mình còn có thể hay không chịu được. Tuy nói tu sĩ đạt đến huyền thánh sau đó, cơ thể từ đạo tắc tạo thành, chỉ cần giữa thiên địa còn sót lại một tia đạo tắc, liền có thể trùng sinh, có thể xưng muốn chết cũng khó khăn. Huyền thần cường giả càng là cơ hồ bất tử bất diệt, nhưng vân tranh đối thủ dù sao cũng là thời đại kia sáng tạo ra vô số kỳ tích yêu nữ, tất cả thế tục quan niệm cùng thường thức, cũng không thể sử dụng tại trên người nàng. Có trời mới biết đã nhiều năm như vậy, nàng có hay không tu luyện cái gì thủ đoạn thần quỷ khó lường, có thể triệt để tiêu diệt huyền thần. Nàng là người vân vệ ti, mà vân vệ ti tất cả bí pháp thần thông, tất cả đều là quỷ thần khó lường, tỉ như cái kia tu la tam sát, thiên địa truy hồn khóa, địa ngục đổi hồn kinh, hồn thiên bảo dám chờ, mỗi một hạng đều là đương thời tuyệt học. Vân thị một mạch mặc dù có thể ngăn được bàn chức hải, đem tộc nhân thẩm thấu nguyên thủy tổ tòa, tất cả đều là bởi vì vân tranh nguyên nhân vạn nhất hắn có chuyện bất trắc vân triêu nguyên tin tưởng bàn chức hải sẽ bằng nhanh nhất tốc độ quét sạch toàn bộ nguyên thủy tổ tòa đem vân thị một mạch tộc nhân từ mỗi vị trí trọng yếu loại bỏ chìm đến cơ sở không còn vân tranh vân thị một mạch đã mất đi núi dựa lớn nhất chìm đến cơ sở là kết cục tốt nhất liền sợ bàn chức hải mang oan mang thù có thù tất báo lấy có lẽ có tội danh đem vân thị một mạch đuổi tận giết tuyệt tâm niệm đến đây vân triêu nguyên cắn răng nói trưởng giáo là ta lỗ mãn, là ta sai rồi nhưng là bây giờ nên làm cái gì a à? lại để cho lý nhạn ảnh yêu nữ kia càng rỡ như thế xuống, ta nguyên thủy tổ đình còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn lời nói này đường hoàng, nói là lo lắng có hại nguyên thủy tổ đình mặt mũi, kỳ thực là sợ vân tranh bị đánh chết, từ đó làm cho vân thị một mạch thất thế. Nhưng mà hắn lời này vừa mới mở miệng, bàn chức hải cả khuôn mặt giống như ảo thuật đồng dạng, vô cùng dữ tợn, vừa kinh vừa sợ mà gầm thét, ngươi im miệng cho ta. Nhưng mà sau một khắc, không gian ba động, vân triêu nguyên vẻ mặt ngạc nhiên cứng ở trên mặt, cả người nổ thành nát bấy, hình thần câu diệt nổ tung uy năng hiện hình tròn khuếch tán mà ra, đường kính đạt đến 2m thời gian ngừng lại ở, nhanh chóng nội xúc, hướng điểm trung tâm đổ sụp, cuối cùng hóa thành hư vô. Tàn tiên cảnh vân triêu nguyên, nguyên thủy tổ đình trưởng lão một trong, bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Người chung quanh không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ cách bàn trước hải xa chút. Bây giờ bàn trước hải sắc mặt âm trầm tới cực điểm, phản phất có thể chảy ra nước, nhưng hắn vẫn một câu nói cũng không dám nói, thậm chí không dám chuyển động, không dám há mồm thở dốc. Bởi vì hắn biết, chính mình nhất cử nhất động, cho dù là một ánh mắt, cũng không chạy khỏi lý nhạn ảnh cảm giác. Không chỉ là hắn, bao quát tại chỗ tiêu khải dương cùng tào thiên cương bọn người, toàn bộ đều tại lý nhạn ảnh thần niệm phạm vi bao phủ bên trong. Cho nên vừa rồi mây hướng nguyên nói năng lỗ mãn lúc, bàn chức hải mới có thể như vậy kinh sợ, bởi vì cái này căn bản là đang tìm cái chết. Chỉ tiếc, hảo ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ, cái này mây hướng nguyên tự tìm chết, chẳng trách người bên ngoài. Thái âm cung cung chủ tào thiên cương, bây giờ trong lòng của hắn vạn phần may mắn, may mắn chính mình đạo thống bên trong không có như thế lỗ mãn kẻ lỗ mãn may mắn đồ thanh ly kỳ sau khi mất tích chính mình không có phái người đi tìm lý quan hải đòi hỏi thuyết pháp vân vệ ti không phải dễ trêu tuy nói những năm gần đây không có gì lớn động tác cũng không truyền ra vân vệ ti cùng còn lại đạo thống tông môn tranh đấu tin tức sau một quãng thời gian thế nhân đối với vân vệ ti kính sợ sinh ra một chút biến hóa vi diệu nhưng đó là bởi vì thượng giới tất cả đạo thống đều sợ vân vệ ti căn bản không dám cùng với tranh đấu nguyên thủy tổ đình không rõ ràng cho tất cả mọi người làm một cái tấm gương, thuận tiện còn một lời nhắc nhở. Vân vệ ti, không thể gây. Vạn trượng trời cao bên trong, từng sợi sụp đổ đạo tắc từ bốn phương tám hướng tụ đến, vì vân tranh tái tạo nhục thân. Hắn cắn răng nói, lý nhạn ảnh, ngươi không nên ép người. Lời còn chưa nói hết, sương đỏ từ vân tranh hậu phương dâng lên, đem cả người hắn bao lấy, hướng vào phía trong đè ép, ngạnh sinh sinh chen bể. Đạo tắc vân tán bốn phía, lần nữa ở phía xa đoàn tụ. Lần này vân tranh một câu nói cũng không kịp nói, sương đỏ gào thét mà qua, vĩ đi cốt lục gia, lại một lần đem vị này nguyên thủy tổ đình thái thượng lão tổ đánh nổ. Phía dưới quan chiến một đám thượng giới đại nhân vật, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nhìn xem vân tranh lần lượt đoàn tụ nhục thân, lại một lần lần bị lý nhạn ảnh đánh nát, cả kinh nói không ra lời. Vân tranh tu thành huyền thần đã lâu, cảnh giới sớm đã củng cố, thậm chí đã đạt đến phương thiên địa này có khả năng chứa cực hạn. Nhưng chính là dạng này nhất tôn đại thần, tại cùng là huyền thần cảnh lý nhạn ảnh trước mặt không có một tơ một hào sức hoàng thủ bị triệt để nghiền ép giữa hai người trên lệch giống như trời vực lý nhạn ảnh ước chừng đem vân tranh đánh bể 99 lần mới dừng tay nàng thân ảnh kiều tiểu từ hư không đi ra nhìn xem chật vật không chịu nổi sắc mặt tái nhợt tới cực điểm vân tranh ánh mắt lạnh nhạt tuy nói huyền thần có thể xưng bất tử bất diệt nhưng cũng biết thụ thương lại thêm một lần lại một lần hội tụ đạo tắc tái tạo nhục thân cho nên bây giờ vân tranh cơ hồ đã hư thoát pháp lực tốc độ khôi phục kém xa tiếp tắp tiêu hao tốc độ, tiếp tục như vậy nữa, hắn khí hải liền muốn khô kiệt. Nếu như Lý Nhạn Ảnh lại không dừng tay, sự tình liền nghiêm trọng. Lý Nhạn Ảnh mắt lạnh nhìn hắn, ngữ điệu lạnh nhạt, đây chính là đắc tội ta vân vệ ti hạ tràng. Nói đi, thân hóa một đoàn xương đỏ, biến mất không thấy gì nữa. Tràn ngập trong không khí uy áp biến mất không thấy gì nữa, ánh sáng mặt trời xuyên thấu tầng mây chiếu hướng đại địa, tất cả mọi người đều là trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Lý Nhạn Ảnh cho người cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh mẽ, vẻn vẹn, vẹn tản ra uy thế liền có thể dẫn đến thiên địa biến sắc, tựa như tận thế, cực kỳ kinh người. Kỳ thực lấy lý nhạn ảnh thủ đoạn, có 100 loại phương pháp để cho Vân Tranh hình thần câu diệt, nàng sở dĩ không có làm như vậy, là muốn cho Lý Quang Hải tới tự tay chấm dứt đoạn nhân quả này. Nàng hôm nay đến đây, ngoại trừ trước tiên giúp Lý Quang Hải xả giận, trọng yếu là vì Vân Vệ Ti lập uy. Vân Vệ Ti nhiều năm không có náo ra động tĩnh lớn, dẫn đến rất nhiều đạo thống lòng kính sợ dần dần trở nên nhạt, có chút không rõ ràng. Vừa vặn mượn cơ hội lần này, giết gà dọa khỉ, để cho các đạo thống nhận rõ chính mình. Chương 346, không giống nhau thế giới dưới lòng đất. Vân Tranh đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, Nam Hải tiền tuyến hắn là không mặt mũi lại lưu lại, lúc này quay người rời đi. Trốn xa vạn dặm, buông xuống ở một tòa cao trăm trượng núi đỉnh núi, trên mặt tái nhật lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, trong mắt sát cơ gần như điên cuồng. Vừa rồi Vân Tranh liền xem như trọng thương, cũng không dám thốt một tiếng, lại không dám biểu lộ ra một tơ một hào địch ý. Bây giờ đi tới nơi này chỗ không có người, hắn hận ý ngập trời cùng sát ý cuối cùng đè nén không được, triệt để bộc phát. Nhục, vô cùng nhục nhã. Vân tranh lúc nào bị người như thế chà đạp qua tôn nghiêm. Hôm nay hắn bị lý nhạn ảnh trước mặt mọi người nhục nhã, trước mặt mọi người bị đánh không hề có lực hoàng thủ, liền một cái rắm cũng không dám phóng, nếu như không phải vân tranh đem hết toàn lực ẩn nhẫn, chỉ sợ hắn đã sớm tại chỗ bạo phát. Mà bộc phát kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Vân tranh trong lòng tin tường, lý nhạn ảnh có giết chết bản lãnh của mình, cho nên hắn quất lấy cốt, cắn răng, chịu đựng nhục vì chính là bảo trụ một cái mạng tương lai gấp mười hoàng lại trở về mở mày mở mặt nhưng hắn biết một ngày này có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không đến nhưng lý nhạn ảnh hắn tính toán không được không có nghĩa là vân vệ ti người khác cũng tính kế không được chỉ cần tốn chút cẩn thận tưởng nhớ làm việc cẩn thận một chút không lộ ra sơ hở liền tốt tâm niệm đến đây vân tranh trên mặt lộ ra cười lạnh lẽo hung tàn xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy chân núi có một thôn xóm bây giờ đang giữa trưa tất cả nhà các nhà khói bếp lượn lờ hán tử làm xong việc nhà nông, cổng nông cụ hướng về nhà đuổi. Phụ nhân ở nhà nấu cơm, hành cắt hoa, thịt cắt miếng, đồ ăn cắt đoạn, dụng tâm đun nấu. Hài đồng tốt năm tốt ba, chạy ngoài xuyên ngõ hẻm, hoang thanh tiếu ngữ liên tiếp, một bộ hài hòa an bình an nhàn không khí. Trong mắt vân tranh lãnh mang lóe lên, ngũ hành chi lực tại đỉnh đầu hắn hội tụ, thoáng chốc mây đen che mặt trời. Trong thôn bách tính không hiểu ra sao, nghĩ thầm mới vừa rồi còn mặt trời chói chang đâu, như thế nào đảo mắt sắc trời liền đen. Ngẩng đầu nhìn lại, chợt thấy đen như mực vừa dày vừa nặng tầng mây từ trong tách ra, trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều bị lam quang lấp đầy, một đầu lôi long hét giận dữ xuống. Bàn trước hải bình tĩnh khuôn mặt, không nói một lời. Hôm nay hắn nguyên thủy tổ đình khuôn mặt xem như ném đi sạch sẽ, đánh không hoàng thủ, mắng không nói lại, trên đời còn có sao cái này càng nhục nhã sự tình sao. Tiêu Khải Dương cười ha hả, nói, cái kia, người tới A, à, lập tức tu kiến mới trung quân đại trướng. Là, lập tức có hai tên tàn kiếm sơn trang đệ tử đồng thanh đáp ứng, xuống an bài. Tiêu Khải Dương đi tới bàn trước Hải bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cốt bàn huynh, sự tình đã qua, đừng không vui. Bất quá muốn ta nói nha, ngươi nguyên thủy tổ đình vị kia thái thượng lão tổ quá mức lỗ mãn xúc động rồi chút. Lý Quang Hải là ai vậy? Đây chính là vân vệ ti kỳ lân tử, tổng kỳ chủ Lý Biên cùng đạo huyền thiên cung cung chủ con trai độc nhất, vân vệ ti tương lai người tầm quyền, hạ hầu tiên triều tương lai đế quân trượng phu, đi tìm phiền phức của hắn, tha thứ ta nói thẳng, cử động lần này không khôn ngoan. Bàn trước hải mặt không biểu tình, chắp tay nói, chư vị, ta bộ còn có rất nhiều chuyện muốn an bài xử lý, cáo từ. Nói đi trực tiếp quay người rời đi. Trở lại độc thuộc nguyên thủy tổ đình trong quân doanh, bàn chức hải không thể kìm được, cùng hống một tiếng, một trưởng đem trước mặt bàn đánh thành một miệng. Trưởng lực đánh rách tả tơi đại địa, to bằng cánh tay khe hở tựa như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Hắn đã cực kỳ khắc chế lực nói, nếu không, chỉ sợ toàn bộ quân doanh đều biết hủy ở dưới một trưởng này. Bàn chức hải nhãn trung lóe lên điên cuồng, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói vân vệ ti cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn ngươi gấp mười hoàn trả một bên khác lý quang hải xuất lĩnh chúng yêu ma xâm nhập lòng đất ở đây đồng dạng là một chỗ thế giới dưới lòng đất chỉ có điều so sánh vùng cực bắc nơi này thế giới dưới lòng đất còn tinh xảo hơn rất nhiều cũng tỉ như hành lang cũng không phải tùy ý mở đi ra ngoài tứ phía vách tường lại còn thế gạch đá xanh hơn nửa phá lệ rộng rãi cao nhất trượng bảy thước rộng hai trượng một chút cũng không kiềm chế cái này căn bản là cái khí phái mộ thất đường hành lang, so sánh dưới, vùng cực bắc thế giới dưới lòng đất thật có chút keo kiệt. Tung bay ở một bên S tự hồ nhìn ra Lý Quang Hải suy nghĩ trong lòng, khẽ nói, ngươi chớ xem thường ta, nếu không phải là bởi vì ta bại lộ hành tung, chân thân bị trấn áp, ta cũng có thể đem chỗ ẩn thân làm cho thật xinh đẹp, không giống như ở đây kém. Trước đây ngươi nhìn thấy tòa kia hắc tinh cung điện, chính là ta xây dựng mỹ hảo gia viên bước đầu tiên, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, ta tất cả kế hoạch đều bị những cái kia nhân tộc đáng chết tu sĩ cho làm rối loạn mọi người đi tới cuối hành lang, phía trước là một cái hướng phía dưới kéo dài tới bậc thang, không có ánh sáng, tựa như vĩnh viễn không phần cuối đồng dạng. Lý Quang Hải đi thẳng xuống, không biết trôi qua bao lâu, phía trước xuất hiện một đạo che chắn. S giảng giải nói, đây là ma tộc bí pháp, nó chủ yếu công hiệu là phân biệt thân phận, không phải người trong ma tộc, không cách nào qua lại. Thì ra là thế. Lý Quang Hải trước tiên đi tới, tới gần che chắn lúc, rõ ràng cảm nhận được một cổ lực đẩy. Hắn lông mày nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? vì cái gì bình phong này sẽ bài xích chính mình một bên s cùng sau lưng chúng ma đô tại nhìn lý quang hải không có khả năng ngay tại lúc này xoắn suýt vấn đề như vậy thế là lặng yên vận chuyển hư vô chi thể hư hóa cơ thể thuận lợi thông qua kết giới chúng ma cũng không cảm thấy tuần tự thông qua che chắn đi theo lý quang hải tiếp tục tiến lên hướng phía dưới đi vài dặm một cánh cửa xuất hiện tại thềm đá phần cuối cánh cửa này cũng không phải dùng pháp lực cấu tạo mà thành mà là vỗ một cái màu đen nhánh điêu khắc cổ quái kỳ lạ phức tạp phù văn không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành phong phú đại môn. Đưa tay đặt tại lạnh như băng trên cửa chính, dùng sức đẩy. Nhu hòa bạch quang xuyên thấu qua khe cửa, chiếu vào đường hành lang, vẫy vào Lý Quang Hải cùng chúng ma đầu trên mặt, mơ hồ có ồn ào từ sau cửa truyền đến. Đại môn bị hoàn toàn đẩy ra, bao quát Lý Quang Hải cùng S ở bên trong, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt cho choáng váng. Phía sau cửa cũng không phải đám người trong tưởng tượng âm u ẩm ướt, càng không phải là máu tanh luyện ngục, mà là một đầu náo nhiệt rộng rãi chợ búa đường đi, khí thế ngất trời tiếng người huyên náo. Trên đường phố nối liền không dứt người qua lại con đường cũng là thiên kỳ bách quái, có thân cao hai trượng, đầu mọc sừng trâu đại hán, hình tượng cùng mang ngưu yêu thánh có chút giống nhau. Có sau lưng mọc ra hai cánh, tay cầm đinh ba điểu nhân. Cũng có trên đầu mọc ra một đôi tai mèo, sau lưng vung lấy một đầu cái đuôi nhỏ thiếu nữ. Hai bên đường có cửa hàng, có quầy hàng, vật bán đồng dạng cổ quái kỳ lạ, phần lớn cũng là phụ trợ dùng tu luyện thiên tài địa bảo. Nhưng mà được hoan nghênh nhất cũng không phải những thứ này thiên tài địa bảo, mà là những cái kia nóng hổi nhân gian mỹ vị ăn vạch trước gian hàng chịu chịu chen chen cốt lết trường long may mắn chủ quán là nhận tu thành hình người phụ nhân cái khác không nhiều chính là tay nhiều bằng không thì thật đúng là không giúp được mà giống như vậy quầy hàng trên đường không chỉ một toàn bộ đều được hoan nghênh vô cùng đây quả thực cùng thượng giới chợ búa đường đi không khác lý quang hải nhãn thần cổ quái quay đầu nhìn mang ngư yêu thánh một mắt mang ngư yêu thánh đồng dạng một mặt mộng bức nhúng vai buông tay biểu thị chính mình cũng không biết đây là gì tình huống Lý Quang Hải lại nhìn về phía trận mắt khóc mồm S, câu môi cười nói, đồng dạng là người lãnh đạo, không bị ràng buộc thiên trì hạ yêu ma thực sự là hạnh phúc a. S hừ một tiếng, hai tay vẫn ôm trước ngực, không có lên tiếng âm thanh. Chương 347, Chính đầu sư tử hoàng phong đại vương. Lý Quang Hải hỏi Ma Ngưu yêu thánh, quy, vì cái gì cái này không bị ràng buộc thiên vương cai quản thế giới dưới lòng đất, như thế phồn hoa đâu? Nhìn bọn hắn bộ dáng kia, một chút cũng không giống là trong sống ở xó xỉnh âm u địa lão thử a, cảnh tượng này cùng nhân gian chợ búa lại có gì khác biệt. Ma ngư yêu thánh nhún vai, bẩm chủ thượng mà nói, cái này thuộc hạ cũng không biết a. À. Hắn cảm khái nói, thật nhàn nhã a, à, cuộc sống như vậy, ta đã rất lâu rất lâu chưa từng hưởng thụ. Lúc nói chuyện, ma ngư yêu thánh gương mặt đen kia bên trên, lộ ra hồi ức vẻ hoài niệm, nhớ tới lúc còn trẻ thảnh thơi thời gian. Tung bay ở giữa không trung es lông mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đang oán trách bản tôn sao. Ma ngư yêu thánh rụt cổ một cái, chê cười nói, hắc hắc, không dám không dám, S đại nhân ngực có thao lược, ngự hạ có phương pháp, đem vùng cực bắc thế giới dưới đất xử lý ngay ngắn rõ ràng, thuộc hạ có thế có hôm nay ngày tốt lành, đều nhờ vào S đại nhân, thuộc hạ cảm kích còn không kịp đây, nơi nào còn dám oán trách nha. S ánh mắt như sương, tinh mâu lạnh lẽo, nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn. Lý Quang Hải khoát tay nói, tốt, chớ ồn ào. Tiếp đó nhìn về phương xa, chỉ vào tòa kia bị tất cả phòng ốc kiến trúc vây quanh cao nhất thành lũy, hỏi, đó là không bị ràng buộc thiên vương cung điện sao? mang ngư yêu thánh suy nghĩ nửa ngày lắc đầu nói ân hẳn không phải là lý quang hải nhíu mày ngươi cứ như vậy chắc chắn chẳng lẽ ngươi đã tới cái này mang ngư yêu thánh gật đầu đúng vậy chủ thượng thuộc hạ đã từng tới nơi đây nhưng thuộc hạ đến thời điểm ở đây còn không phải cái dạng này đã cách nhiều năm thương hải tan điền sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi lý quang hải không hiểu nếu như thế làm sao ngươi biết đây không phải là không bị ràng buộc thiên vương cư trú thành lũy mang ngư yêu thánh trả lời bẩm chủ thượng bằng vào ta thân phận, là tiếp xúc không đến không bị ràng buộc thiên vương đại nhân, nhưng thuộc hạ lại đối với hắn bản tính yêu thích hơi có nghe thấy. Không bị ràng buộc thiên vương đại nhân, người cũng như tên, ưa thích không bị ràng buộc, không vui tranh quyền đoạt thế, coi như thống ngự một phương ma quốc, cũng chỉ là an phận ở một góc, chưa bao giờ nghĩ tới khuếch trương lãnh thổ cùng thế lực. Bản thân hắn tính tình đạm nhiên, ngự hạ lấy trọng nhân làm gốc, ngự dân lấy phúc hậu trứ danh, tại ma quốc bên trong danh tiếng có thể xưng thượng giai. Mà hắn ghét nhất chính là nguy nga lộng lẫy cung điện, Kim Điêu Ngọc xây thành lũy, hết lần này tới lần khác cư trú thông thường Trạch viện phủ đệ, cho nên thuộc hạ ngờ tới, tòa pháo đài này hẳn không phải là không bị ràng buộc Thiên Vương đại nhân trụ sở. Nhưng cũng không nhất định, dù sao đây đều là thuộc hạ tinh đồng tới, đã nhiều năm như vậy, có thể không bị ràng buộc Thiên Vương đại nhân tính tình có chỗ thay đổi cũng khó nói. Lý Quán Hải nói, mặc kệ có hay không có, đều muốn đi xem, nếu như là, cái kia từ không cần nói nhiều, nếu như không phải, vừa vặn có thể để cho hắn mang bọn ta đi tìm không bị ràng buộc Thiên Vương mang theo chúng ma nghênh ngang xuyên qua đường đi, rất nhiều lui tới yêu ma nhau nhau ném đi ánh mắt tò mò, nhưng cũng không như thế nào để ý. Có thể xuyên qua che chắn đi tới nơi này, cũng đủ để chứng minh thân phận của bọn hắn không có vấn đề. Một cái duy nhất khác loại chính là Lý Quang Hải, đầu tiên bề ngoài của hắn không có nửa điểm ma tộc đặc thù, trên thân càng không một tơ một hào ma khí, ngược lại thần tính mười phần. Nếu như không phải là bởi vì hắn xuất lĩnh lấy ma ngư yêu thánh bọn người, còn lại yêu ma nhất định sẽ cho rằng Lý Quang Hải là trà trộn vào tới nơi này nhân tộc thanh niên, nghĩ mưu đồ làm loạn đâu một đoàn người xuyên qua náo nhiệt đường đi theo đường lớn hướng tòa kia ba tầng cao thành lũy đi đến thành lũy bên ngoài trọng trọng cửa ải thủ vệ sâm nghiêm phụ trách thủ vệ ma binh ngăn cản lý quang hải bọn người một người trong đó lạnh giọng nói dừng lại đây là hoàng phong đại vương lãnh địa ngoại nhân không được đi vào mau mau rời đi lý quang hải cũng không mở miệng tung bay ở giữa không trung s nói đi nói cho ngươi nhà đại nhân liền nói vùng cực bắc thiên thủ độc sau giá lâm để cho hắn nhanh chóng ra nghênh tiếp hai cái thủ vệ ma binh liếc nhau, nghĩ thầm đám người này đã tính trước như thế, hẳn không phải là tới quấy rối. Thế là một người trong đó nói, chờ, ta cái này liền đi bẩm báo nhà ta đại vương. Nói đi, quay người chạy vào thành lũy, một lát sau, một cái thân người sư tử bài ma đầu, long hành hổ bộ giống như đi ra, đi tới gần, chắp tay thi lễ, tiếng nói to, không bị ràng buộc thiên vương dưới trướng, chính đầu sư tử hoàng phong, bái kiến nhận chúa đại nhân. Estung bay ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình thản, miễn lễ tạ đại nhân hoàng phong lúc này mới nâng người lên cán dùng tay làm dấu mời nhận chúa đại nhân chư vị mời vào bên trong lúc nói chuyện hắn một đôi hơi ố vàng ánh mắt trong lúc lơ đảng từ mang ngư yêu thánh bọn người trên thân đảo qua đáy mắt chỗ sâu dị sắc chớp động khi nhìn thấy lý quang hải lúc ánh mắt của hắn rõ ràng có chút quá dị cùng không hiểu hiển nhiên là không có từ lý quang hải trên thân cảm nhận được quen thuộc yêu ma khí tức mặc dù trong lòng sinh nghi nhưng hoàng phong lại không có mở miệng hỏi thăm bởi vì có thế cùng thiên thủ nhận chúa cùng tới người tại sao có thể có vấn đề đám người tiến vào thành lũy hoàng phong cúi đầu đối với s nói nhận chúa đại nhân mời ngài thượng tọa s lại cười lắc đầu dùng cầm điểm một chút lý quang hải ta cũng không dám lỗ mãn ngươi vẫn là mời hắn thượng tọa a hoàng phong kinh ngạc ánh mắt kỳ dị đánh giá lý quang hải rõ ràng không hiểu người trẻ tuổi này chỗ nào tới mặt mũi lớn như vậy lại có thể để cho thiên thủ nhận chúa nói ra không dám lỗ mãn bốn chữ này trong lòng mặc dù không hiểu nhưng nhân gia nói thế nào chính mình liền an bài thế nào Hoàng Phong vừa định nói chuyện, Lý Quang Hải lại vượt lên trước một bước khoát tay nói: "Tốt, không cần phiền toái như vậy, ngồi liền miễn đi, ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi dẫn ta đi gặp một người." Hoàng Phong tròng mắt hơi híp, dường như là đoán được cái gì, nhưng hắn không có nói toạc ra, mà lại hỏi: "Không biết vị đại nhân này muốn gặp ai?" Lý Quang Hải nhàn nhạt phun ra bốn chữ: "Không bị ràng buộc thiên vương." Nghe được câu này, Hoàng Phong kỳ thực đồng thời không chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được. Suy tư nửa ngày, Hoàng Phong cung kính hữu lễ hỏi, xin hỏi đại nhân tiền không bị ràng buộc thiên vương, cần làm chuyện gì? Lý Quán Hải nói, chuyện này quá lớn chút, ngươi không làm chủ được, coi như biết cũng vô dụng, cho nên vẫn là để cho không bị ràng buộc thiên vương tới cùng ta nói đi. Hoàng Phong nhíu mày không nói, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, có chút quỷ dị lúng túng. Lúc này, S nhíu lại lông mày, ngữ khí rất lạnh, Hoàng Phong, ta muốn gặp không bị ràng buộc thiên, ngươi cứ dẫn đường chính là, bây giờ lại tại ở đây ra sức khước từ, giả tâm vờ điếc, ngươi đây là ý gì? Cố ý tiêu khiển chúng ta hay sao? Nghe vậy, Hoàng Phong mặt lộ vẻ thất kinh chi sắc, vội không lưng chấp tay bồi tội nói, nhận chúa đại nhân thứ tội, chúng ta ma tộc bị toàn bộ thượng giới chỗ căm thù, khó đảm bảo không có lòng mang ý đồ xấu hạ người trà trộn vào tới, cẩn thận một chút lúc nào cũng không sai. Mặt khác, nếu như là nhận chúa đại nhân muốn gặp không bị ràng buộc thiên vương, thuộc hạ có thể vì nhận chúa đại nhân dẫn đường. S lạnh mặt nói, dẫn đường đi. Là. Hoàng Phong làm việc coi như lôi lệ phong hành, một chút cũng không làm phiền, trước khi đi, hắn phái người gọi tới tâm phúc của mình thuộc hạ, dặn dò bọn hắn một ít chuyện, tiếp đó liền mang theo Lý Quang Hải bọn người, rời đi tòa này ma thành. Ma thành bên ngoài cảnh tượng, cũng cùng nhân gian cơ bản giống nhau, khắp nơi đều là giả lộ cùng đại lộ, còn có rất nhiều yêu ma phong trần phó phó mà gấp rút lên đường, đơn giản cùng nhân gian không khác nhau chút nào. Chương 348, không giống nhau ma. Bên cạnh gấp gáp, Lý Quang Hải đột nhiên hỏi, Hoàng Phong, ta đi qua vùng cực bắc thế giới dưới lòng đất, nơi đó âm u khô ráo, một năm tròn cũng không thấy một tia dương quang, không giống như là chỗ của người ở. Vì sao ngươi ở đây lại ánh nắng tươi sáng, thanh phong phơ phất, tựa như thế ngoại đào nguyên đồng dạng đâu? Tung bay ở một bên e sắc mặt có chút không dễ nhìn, mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, không bị ràng buộc thiên vương trì hạ yêu ma, muốn cho so nàng trì hạ yêu ma hạnh phúc nhiều. Ít nhất nhân gia không cần núp ở âm u trong động cuộc, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Nơi này yêu ma, đơn giản cùng người ở giữa phổ thông tu sĩ không có khác biệt ngoại trừ tu luyện còn có rất nhiều chuyện thú vị có thể làm tỷ như dạo phố tỷ như tại trà lâu trong tử quán thưởng thức trà uống rượu lại tỷ như khắp nơi khoe khoang một phen chính mình từ nhân gian học rộng tới mới lạ đồ chơi tóm lại cuộc sống rất thoải mái một chút cũng không giống là trong truyền thuyết khác máu thành ghiền, hung tàn thành tính yêu ma hang động hoàng phong chiều cao chính thức, khôi ngô cường tráng đầu lâu to lớn thoáng buông xuống nhếch miệng nở nụ cười lộ ra một mụn trắng héo đại bạch răng Hắn cười trả lời, huynh đệ không cần cảm thấy kỳ quái, kỳ thực nơi khác lòng đất ma quật, cùng huynh đệ hình dung cũng kém không có bao nhiêu, nơi đây sở dĩ đặc biệt như vậy, toàn bộ đều dựa vào đại nhân nhà ta chi công. Lý Quang Hải không hiểu, a. À. Nói thế nào? Hoàng Phong thần sắc nhìn qua hơi có chút tự hào, lúc nói chuyện tinh thần phấn chấn, huynh đệ có còn nhớ hay không, lúc ngươi tới, thông qua được một mặt có thể phân biệt thân phận che chắn Lý Quang Hải gật đầu, là có. Hoàng Phong tiếp tục nói, ha ha, kỳ thực chúng ta bây giờ vị trí là không bị ràng buộc thiên vương đại nhân, lấy đại thần thông mở ra tới tiểu thế giới, mà huynh đệ ngươi nhìn thấy mặt kia che chắn, chính là tiểu thế giới cửa vào. Lý Quang Hải nhíu mày, cho nên nói chúng ta bây giờ đã không tại thượng giới đâu. Hoàng Phong biểu lộ thần bí lắc đầu, không, đây chính là nhà ta đại vương chỗ lợi hại, hắn mở ra tiểu thế giới, không sẽ cùng thượng giới ngăn cách mở, theo lý thuyết, chúng ta bây giờ còn thân ở thượng giới, chẳng qua là tại một cái thời không khác thôi. S nghe hồi lâu, đã triệt để bị nhiễu hôn mê, không khỏi cau mày nói, có thể nói hay không tin tường. Ai đây nghe hiểu được? Lý Quang Hải nghiêng đầu nhìn qua nàng, kinh ngạc nói, ngươi cũng nghỉ học. S phủ nhận, ta mới không có. Hoàng Phong cười khổ, nhận chúa đại nhân, cái này. Thuộc hạ đã nói rất rõ nha. Hắn nhãn châu xoay động, cười nói, nhận chúa đại nhân, thuộc hạ nói như vậy ngài chắc chắn liền hiểu được, nếu như các ngươi không có từ mặt kia che chắn thông qua, đi thẳng tới ở đây, cũng là có thể trông thấy chúng ta cùng nơi này kiến trúc cùng với cảnh tượng, nhưng các ngươi lại không đụng tới, bởi vì các ngươi không thuộc về mảnh này thời không. Nhận chúa đại nhân, thuộc hạ giải thích như vậy, ngài có thể nghe rõ. S hừ lạnh, chỉ là việc nhỏ, bản tôn sớm đã một mắt xem thấu. Lý Quang Hải nhíu mày, nghĩ thầm cái này không bị ràng buộc thiên vương ngược lại là một cái rất thú vị ma đầu. Từ Hoàng Phong trong ngôn ngữ toát ra đối với hắn cung kính sùng bái, lại đến mang ngưu yêu thánh đối nó bản tính yêu thích miêu tả, lại từ S trong miệng biết được hắn không sở trường kỳ nghệ, lại thích đánh cờ chuyện này, cũng đủ để chứng minh hắn là một vị cùng người khác bất đồng ma đầu người nếu không có tình chính là yêu, yêu nếu có tình chính là thần. Trong nhân tộc cũng có rất nhiều phát rồ, vì đạt đến mục đích không từ thủ đoạn đại ác nhân. Mà ma tộc bên trong, cũng có giống như tại thiên vương như thế, không vui tranh đấu, khao khát thanh tịnh cuộc sống ma đầu. Vậy vì sao nhân tộc cùng ma tộc liền không thể chung sống hòa bình đâu? Về căn bản nguyên nhân chính là một chữ, tham. Ba ngàn cổ vực, thuộc thượng giới phồn hoa nhất, thiên địa linh khí cũng nồng nặc nhất, tài nguyên phong phú, kỳ ngộ vô tận bất luận chủng tộc nào đều nghĩ chiếm lấy khối này mỹ lệ màu mỡ đại địa, bởi vì như vậy có thể để chủng tộc của mình khỏe mạnh trưởng thành, càng ngày càng cường đại. Ma tộc xem thường ti tiện như sâu kiến nhân loại, cho rằng bọn họ căn bản không xứng sống ở trên phiến đại địa này, bao quát linh tộc cùng với những cái khác chủng tộc. Ma tộc muốn chiếm lĩnh đại địa, lấy thế xét đánh lôi đình bài trừ đối lập. Nhưng bọn hắn kinh thường sinh mệnh sức mạnh, bị bọn hắn coi là sâu kiến nhân loại cùng vạn tộc kết thành liên minh, thành công bảo vệ mình tại thế giới này địa vị, trở thành thượng giới kẻ thống trị vô số năm qua, nhân tộc vì cái gì chưa từng buông tha tiểu sát ma tộc? Là bởi vì sợ hãi, ma tộc quá cường đại, cường đại đến tình cảnh để cho người ta tuyệt vọng, lúc thiên địa sơ khai cuối cùng thánh chiến, nếu như không phải những cái kia lãnh tụ cùng anh hùng đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ trên đời này đã không tồn tại nhân loại cái chủng tộc này. Ma tộc một khi ngóc đầu trở lại, thượng giới tất phải dẫm vào trước kia vết xe đổ. Những cái kia lãnh tụ cùng anh hùng đã không có ở đây, thượng giới cùng ma tộc ở giữa đấu tranh, ai có thể biết người thắng cuối cùng là ai đây? lui một vạn bước tới nói, giả thiết nhân tộc cùng ma tộc đánh ngang, như vậy lãnh thổ ít nhất phải bị chia cắt đi một nửa, thậm chí nhiều hơn. Nhưng đây là nhân tộc tuyệt đối không thể tiếp nhận, bởi vì như vậy sẽ tổn hại tự thân lợi ích. Mấu chốt hơn là, ma tộc di chuyển thượng giới, phân đi một nửa tài nguyên, dần dần, ma tộc càng cường đại, lấy bọn hắn lòng lan giả thú, chẳng lẽ sẽ không thống nhất thượng giới. Lúc này, Lý Quang Hải lại hỏi, các ngươi ở đây giống vừa rồi thành trì như thế, hết thảy có mấy tòa? Hoàng Phong trả lời, năm tòa, phân biệt từ không bị ràng buộc thiên vương đại nhân tâm phúc cai quản. Lý Quang Hải nhìn xem hắn, vậy bọn hắn đều tu vi gì? Hoàng Phong nói, hai cái yêu thánh, hai cái yêu tiên. Dọc theo đường đi, Lý Quang Hải hỏi rất nhiều chuyện, Hoàng Phong toàn bộ đều không sợ người khác làm phiền kiên nhẫn giảng giải. Hơn nửa canh giờ sau, một tòa lớn như vậy thành trì xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, bốn phía rừng cây vây quanh, một con sông từ tây sang đông, từ nội thành chảy qua, chợt có ô bồng thuyền nhỏ theo chập trùng dạng, cùng trên bờ liễu rủ cấu thành một bức màu xanh biếc dồi dào tranh sơn thủy. Từ đằng xa nhìn lại, có loại trong sương mù nhìn thuyền tươi đẹp cảm giác, rất giống mối xám tường trắng, cầu nhỏ nước chảy giang nam phong cảnh. Cùng hoàng phong cai quản tòa thành lớn kia so sánh, tòa thành trì này rõ ràng muốn nhỏ hơn rất nhiều, nội thành không có bao nhiêu tử quán trà lâu, trên đường phố cũng không có nhiều như vậy người qua lại con đường, có vẻ hơi vắng vẻ. Đi vào trong thành, cảm giác toàn bộ thế giới phản phất đều tĩnh lặng lại, không giống thế tục như vậy náo nhiệt, lại làm cho không người nào so an bình. Mọi người đi tới trên đường lớn, Hoàng Phong đem mọi người đưa đến một tòa tinh xảo nhã bỏ bên ngoài, nói, nơi này chính là không bị ràng buộc Thiên Vương đại nhân chỗ ở. Nói xong, hắn khẽ chọc ba lần vòng cửa, thanh âm trong trẻo. Một lát sau, trong nội viện truyền đến tiếng bước chân, một cái lão giả áo xám kéo ra viện môn. Hoàng Phong chắp tay nói, gặp qua đại nhân. Lão giả áo xám đáp lễ, chợt hỏi, "Hoàng Phong a, à, ngươi đến đây cần làm chuyện gì a?" À? Hoàng Phong tránh người ra, nói, "Đại nhân, vị này là vùng cực bắc kẻ thống trị." thiên thủ nhận chúa đại nhân nàng muốn gặp không bị ràng buộc thiên vương đại nhân lão giả áo xám chấp tay thi lễ nguyên lai là thiên thủ nhận chúa đại nhân không có từ xa tiếp đón thỉnh đại nhân thứ tội hắn thi lễ không lưng trong nháy mắt một đôi mắt lấy tốc độ bất khả tư nghị vừa đi vừa về chuyển động trong nháy mắt đó hắn đã đánh giá s cùng mang ngưu yêu thánh bọn người vô số lần cái này căn bản liền không phải nhân loại có thể làm được ánh mắt của hắn giống như là sống lại nhưng cái tiểu động tác này người khác đều không cảm thấy được chỉ có lý quang hải một người phát hiện bởi vì lão giả áo xám động tác thực sự quá nhanh. Hơn nữa hắn còn phát hiện, cái này lão giả áo xám tại nhìn về phía mình thời điểm, trong mắt có dị sắc chớp động. Nhận chúa đại nhân, chư vị, đại nhân nhà ta đang tại trong nội đường đọc sách, xin mời đi theo ta. Chương 349, dựa vào cái gì nghe lệnh ngươi. Tiến vào trong viện, xuyên qua hai hàng liễu rũ tạo thành u tỉnh đường nhỏ, đi tới đại đường. Đạp vào bậc gỗ, chỉ thấy nội đường trên ghế bành ngồi một người mặt trường sam trung niên nhân, da mặt trắng nõn, giữ lại một chút râu ria, trong tay trên bàn thấp để một cái quạt xếp, một chiếc trà xanh. Đại đường rất trống đảng, cơ hồ không có gì ra dáng tinh xảo bài trí, ba mặt tường toàn bộ đều tu thành giá sách, bày đầy sách, nơi đây ngoài ra không còn vật khác. Cái này đại đường không giống như là dùng để đại nhân tiếp vật, giống như là đọc sách dùng thư phòng. Bất quá cũng không kỳ quái, nơi đây trước sau thông gió, lấy ánh sáng cũng không tệ, mấu chốt là cảnh sát nghi nhân, thích hợp nhất văn nhân mặt khách biểu đạt tình cảm. Lão giả áo xám không lưng chấp tay nói, đại nhân, thiên thủ nhận chúa đại nhân tới thăm. Nghe vậy, nam tử trung niên đem đang đọc cái kia một tờ gãy một góc, tiếp đó đem sách khép lại. Lý Quang Hải liếc qua phong bì, lập tức sững sờ. Ta cùng với vu nữ hai ba chuyện, đây là gì sách? Nam tử trung niên tiến lên đón tới, cười nói, S, đã lâu không gặp. Đồng thời hắn chú ý tới, S hồn thể cùng Lý Quang Hải bên hông dưỡng hồn ngọc tương liên, thế là nhìn về phía hắn, hỏi, vị này là? S nói, hắn gọi Lý Quang Hải. Nam tử trung niên trong mắt hơi hiếp, hắn là nhân tộc, Es cười lắc đầu, "Không không không, hắn cũng không phải nhân tộc, không bị ràng buộc thiên, chúng ta nói ngắn gọn, ta đã xuất lĩnh vùng cực bắc tất cả yêu ma, đuổi theo với hắn, lần này đến đây bái phỏng ngươi, cũng chính là ý tứ này." Nghe vậy, được xưng là không bị ràng buộc thiên nam tử trung niên, kinh ngạc liếc lý Quang Hải một cái, tiếp đó lại nhìn xem Es, "Ta nhớ được ngươi năm đó là kiêu ngạo như vậy, thế mà cam tâm chịu làm kẻ dưới." Tuế Nguyệt biến thiên, đem nhuệ khí của ngươi cũng cho ma diệt. Es nói, "Ngươi cũng đã nói, ta rất kiêu ngạo." cái kia giống ta người kiêu ngạo như vậy sẽ dễ dàng thần phục với người khác sao? không bị ràng buộc thiên nhìn về phía lý quang hải lắc đầu nói tha thứ ta nói thẳng ta cũng không có nhìn ra hắn có chỗ gì hơn người nói trở lại coi như hắn có ta cũng không muốn đuổi theo với hắn S hỏi vì cái gì tự tại thiên đạo đuổi theo cùng không đuổi theo lại có gì khác nhau ngươi đến chỗ của ta lúc hẳn là đều thấy được a à, tại trì hạ ta tất cả mọi người sinh hoạt rất hạnh phúc rất tự do vô ưu vô lự vô câu vô thúc nhân sinh đến nước này, còn cầu mong gì? S nhẹn lời, hữu tâm phản bác, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lý Quang Hải nói, nhất thời tiêu giao tự tại, há có thể lâu dài. Không bị ràng buộc thiên nhìn xem hắn, lời ấy ý gì? Ta ở đây thiết lập quốc độ không biết đã bao nhiêu năm, từ trước đến nay cũng là an bình thái bình, làm sao không lâu dài? Lý Quang Hải nhìn thẳng hắn nói, từ xưa đến nay, an phận ở một góc giả, định không thể trường trị cửu an, người bây giờ an bình thái bình, không có nghĩa là về sau cũng có thể an bình thái bình. Vùng cực Bắc sự tình, tin tưởng ngươi đã biết, ma tộc hành tung bại lộ, thượng giới các đạo thống vạn phần cảnh giác, thậm chí muốn tạo thành diệt ma liên quân, tuần diệt thiên hạ, trừ ma vệ đạo. Bây giờ, nhân tộc cùng hải tộc bộc phát đại chiến, các đạo thống vội vàng bảo vệ lãnh địa, căn bản là vô tâm hắn chú ý, ma tộc nếu không nhân cơ hội này làm những gì, chờ chiến sự lắng lại, nhân tộc chắc chắn quay đầu đối phó ma tộc, đến lúc đó, ngươi dám người bảo lãnh tộc sẽ không tìm được tới nơi này sao? Không bị ràng buộc thiên khẽ to mày, một mặt vẻ trầm tư. Lý Quang Hải tiếp tục nói, ta biết, ngươi là muốn duy trì hiện trạng, nhưng ngươi trì hạ ma tộc con dân vượt qua ngày tháng bình an, điểm này, ta cùng nhau đi tới đã thấy. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, trên đời bất cứ chuyện gì đều có vạn nhất, vạn nhất nhân tộc phát hiện ở đây, phái tới đại quân vây quét, ngươi khổ cực xây thành Mỹ hảo gia viên, trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành địa ngục. Chẳng bằng thừa dịp bây giờ, theo ta cùng một chỗ đem lên giới náo long trời lỡ đất, thần cản giết thần, gặp Phật trảm Phật. Nói lời nói này lúc, Lý Quang Hải nhãn thực chất xích quan lưu chuyển, ma chủ chi nhãn lặng yên mở ra, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng trước mắt nam tử trung niên tư tưởng. Không bị ràng buộc thiên vương dù sao cũng là thần cảnh ma đầu, đi qua vô số sóng to gió lớn, tuế nguyệt biến thiên, hắn tính niệm kiên định, tuyệt không phải ngôn ngữ có khả năng dao động. Lý Quang Hải cũng không trông cậy vào chính mình miệng pháo một phen, liền có thể để cho không bị ràng buộc thiên khóc ròng ròng, gia nhập vào chính mình dưới trướng. Đó là nhân vật chính đặc quyền cùng quan hoàng, mình không phải là nhân vật chính, cho nên chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn hèn hạ, cùng với uy hiếp cùng lợi dụng. Mà ma chủ chi nhãn, có thể lợi dụng lý quan hải ngôn ngữ, lặng yên thay đổi không bị ràng buộc thiên vương nội tâm ý nghĩ, chỉ cần hiểu chi lấy lý, lấy tình đồng, hẳn sẽ không khó khăn. Kỳ thực lý quan hải có thể cường ngạnh một điểm, trực tiếp mở ra ma chủ chi nhãn, giống như trước đây đối phó S cùng mang ngưu yêu thánh như thế, cưỡng ép để cho không bị ràng buộc thiên vương thần phục chính mình. Vấn đề là lấy bây giờ ma chủ chi nhãn thức tỉnh trình độ, Lý Quang Hải không xác định có thể hay không đối với thần cảnh không bị ràng buộc thiên vương sinh ra tuyệt đối hiệu quả áp chế, cái này hắn chưa thử qua. Nếu như thành công, vậy dĩ nhiên vạn sự đại cát. Chỉ khi nào thất bại, ngược lại sẽ biến khéo thành vùng. Cho nên biện pháp ổn thỏa nhất, chính là lấy công tâm làm chủ, ma chủ chi nhãn làm phụ, lặng yên thay đổi đối phương nội tâm ý nghĩ, cuối cùng lại dùng ma chủ chi nhãn chấn nhiếp. Quả nhiên, tại Lý Quang Hải ngôn ngữ dẫn đạo, cùng với ma chủ chi nhãn ảnh hưởng dưới, không bị ràng buộc thiên vương dao động, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, giống như là đang do dự dãy dụa. Lúc này, Lý Quang Hải tùy ý lường cái kia lão giả áo xám một mắt. Lão giả khẽ giật mình, lập tức nói, đại nhân, hắn lời nói cũng không phải không có đạo lý, những năm này chúng ta ở chỗ này đích xác tiêu giao khoái hoạt, nhưng cũng nhiều ít năm qua đi, ở đây một điểm thay đổi cũng không có, vạn năm như một ngày. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, thuộc hạ tự nhiên cũng là nguyện ý, có thể chính như vị này nói tới, an phận ở một góc giả, định không thể trường trị cửu an. Ma tộc từ đầu đến cuối cũng là muốn trở về mặt đất, bây giờ thượng giới đạo thống phân thân thiếu phương pháp, vô tâm hắn chú ý, chẳng phải là ta ma tộc tuyệt hảo thời cơ. Đại nhân A, à, cơ hội tốt như vậy, thiên cổ khó tìm, một khi bỏ lỡ, thương tiếc cả đời A. À. Lý Quang Hải khó mà nhận ra mà nhếch miệng, nghĩ thầm khống chế một tôn thần cảnh ma đầu không nắm chắc, khống chế một tôn tiên cảnh ma đầu vẫn là dư sức có thừa. Hơn nữa hắn còn cảm giác, ma chủ chi nhãn là áp đảo tất cả ma tộc sinh linh phía trên tồn tại, trưởng khống bọn hắn, có lẽ cùng ma chủ chi nhãn thức tỉnh trình độ hẳn là không quan hệ thế nào bởi vì đây là khắc tiến thứ trong xương là bản năng không bị ràng buộc thiên vương cắn răng vùng vẫy rất lâu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng lý quan hải ma tộc cần một cái lãnh tụ ta cũng cần nhưng ngươi nói cho ta biết ta dựa vào cái gì muốn nghe mệnh ngươi quả nhiên ma tộc dù sao cũng là ma tộc coi như không bị ràng buộc thiên vương không vui tranh đấu tính tình cũng tương đối nhạt có thể chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu ma tính cùng ngạo khí cũng không có theo tuế nguyệt biến thiên mà bị ma diệt muốn thống lĩnh hắn, để cho hắn thần phục, chỉ dựa vào miệng nói không cần, ma tộc càng ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện, nắm đấm của ai cứng rắn, liền nghe ai. Chỉ bằng Lý Quang Hải bỗng nhiên ngước mắt, đáy mắt xích quang phun lên con ngươi, tạo thành hai cái vòng xoáy, đem tâm thần của người ta toàn bộ đều kéo kéo đi vào, thân hãm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Cái này. Chương 350, Trì Quốc Thiên Vương. Không bị ràng buộc Thiên Vương toàn thân chấn động, cả người giống như là mất hồn tâm thần hoàn toàn xa vào đến trong hai cái màu đỏ vòng xoáy, con mắt trực lăng lăng. Giờ khắc này, đến từ huyết mạch chỗ sâu tuyệt đối bi áp, tràn ngập trong lòng của hắn, để cho hắn căn bản là không có cách tự chủ suy xét, giờ này khắc này, chỉ muốn quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận màu đỏ giống như thủy triều thu liễm, không chỉ có là không bị ràng buộc thiên vương, liền S cùng mang ngưu yêu thánh bọn người, toàn bộ đều cảm giác toàn thân buông lỏng, giống như Thái Sơn đặt ở đầu vai áp lực thật lớn biến mất không thấy gì nữa không bị ràng buộc thiên vương bỗng nhiên quỳ một chân trên đất làm một cái cổ quái lễ hai mắt khép hờ mặt mũi tràn đầy thành kính thuộc hạ không bị ràng buộc thiên vương bái kiến ma chủ đại nhân từ nay về sau nguyện đuổi theo đại nhân chinh chiến thập phương thế giới một bên lão giả áo xám cùng nhau quỳ xuống đầu người buông xuống tại ma chủ chi nhãn tuyệt đối uy hiếp bờ dưới tăng thêm lý quan hải trực tiếp yếu hại sắc bén ngôn ngữ không bị ràng buộc thiên vương ý nghĩ đã hoàn toàn thay đổi hắn quyết định muốn đi theo lý quan hải cho mình cũng cho toàn bộ ma tộc một cái nào đó tốt đẹp tiền đồ. Trước đó sở dĩ ham muốn hưởng lạc, không muốn phát triển, là bởi vì ma tộc thế nhỏ, nhân tộc cường đại, hơn nữa ma tộc nội bộ cũng không có như vậy đoàn kết. Bởi vì ma tộc cũng là kiêu ngạo, chinh chiến thượng giới, thế tất yếu tuyển ra một cái người có thế phục chúng, thống lĩnh đại cục. Mà dạng này người, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Không bị ràng buộc thiên vương trong lòng biết phục hưng vô vọng, dứt khoát an vu hiện trạng, mở ra tiểu thế giới này, trăm vạn năm, ngàn vạn năm như một ngày cùng nói hắn ham muốn hưởng lạc, không muốn phát triển, không bằng nói hắn có tài nhưng không gặp thời, là cái có khát vọng cũng không chỗ thi triển sinh không gặp thời người. Kỳ thực trong lòng hắn, chưa bao giờ quên phục hưng ma tộc cái này sứ mệnh. Cả ngày trầm luôn biển sách, cũng không phải bởi vì hắn thích đọc sách, hắn là muốn dùng đọc sách tới tê liệt chính mình, thay đổi vị trí không cách nào phục hưng ma tộc đau đớn, dần già, không thích cũng biến thành ưa thích. Tại cái này hư cấu ra thế giới, ngàn vạn năm như một ngày, náo nhiệt phồn hoa sau lưng, tất dấu chính là sâu đậm bất đắc dĩ cùng tịch mịch thẳng đến lý quan hải xuất hiện để cho không bị ràng buộc thiên vương thấy được phục hưng ma tộc hy vọng cái kia tượng trưng cho trí cao vô thượng ma chủ chi nhãn là dẫn dắt ma tộc đại kỳ đại kỳ là ma tộc cao thượng tín ngưỡng đôi mắt này xuất hiện đại biểu cho ma tộc từ cuối cùng thánh chiến đến nay cực khổ cùng dày vò liền muốn kết thúc nhìn thấy một màn này lý quan hải cũng không cảm thấy bất ngờ ma chủ chi nhãn là áp đảo tất cả ma vật phía trên tồn tại trí cao cái này không bị ràng buộc thiên vương tuy nói là thần cảnh ma đầu nhưng cũng thuộc về ma phạm trù tự nhiên chạy không khỏi ma chủ chi nhãn áp chế thua thiệt phía trước lý quang hải còn lo lắng ma chủ chi nhãn thức tỉnh trình độ không đủ hiện tại xem ra đích thật là có chút quá lo lắng nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền cẩn thận một điểm cuối cùng không tệ lý quang hải đem lão giả áo xám cùng không bị ràng buộc thiên vương đỡ dậy không bị ràng buộc thiên vương nói chủ thượng xin mời ngồi lý quang hải nhìn xem nội đường duy nhất một cái ghế bành lắc đầu nói không ngồi ta tới hỏi ngươi thủ hạ ngươi thánh cảnh trở lên cường giả có bao nhiêu không bị ràng buộc thiên vương đối đáp trôi chảy ngũ thánh ba tiên lý quang hải gật đầu hảo mang lên những người này bao quát ngươi đều đi theo ta là không bị ràng buộc thiên vương không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng lập tức hỏi đại nhân thuộc hạ cả gan hỏi một chút ngài muốn làm gì lý quang hải thản nhiên nói vĩ diệt thượng giới một cái đạo thống mà cái này chính là ta ma tộc kéo nhau trở lại đệ nhất chiến dịch sau trận chiến này nhân ma đại chiến chiến tranh kèn lệnh cũng đem chính thức thổi lên không bị ràng buộc thiên vương thần sắc thận trọng, trầm giọng nói: "Chủ thượng, thượng giới đạo thống nội tình thâm hậu, muốn triệt để đem hủy diệt, chỉ bằng lời của chúng ta, chỉ sợ có chút khó khăn." Lý Quang Hải nói: "Cái này ta tự nhiên tin tưởng, cho nên ta đang muốn hỏi một chút ngươi, thượng giới nơi khác ma tộc cứ điểm ở nơi nào? Khoảng cách nơi đây càng gần càng tốt." Không bị ràng buộc thiên vương lúc này nói: "Cách ta gần nhất, thuộc về trì quốc thiên vương quản hạt ma quốc." Lý Quang Hải gật đầu, tốt lắm: "Việc này không nên chậm trễ." Người đem dưới tay yêu thánh cùng yêu tiên toàn bộ gọi đến, chúng ta lập tức xuất phát. Là, chủ thượng. Không bị ràng buộc thiên vương thi cái lễ, chợt hướng về phía lão giả áo xám dặn dò vài câu. Cũng không lâu lắm, không bị ràng buộc thiên vương dưới quyền tâm phúc cùng đỉnh tiêm chiến lực tề tụ nhã bỏ. Lý Quang Hải đái lấy chúng ma, trùng trùng điệp điệp rời đi lòng đất, trở về mặt đất. Bây giờ dưới quyền của hắn, thánh cảnh cường giả hết thảy có 17 cái, tiên cảnh cường giả có hai cái, thần cảnh cường giả có một cái. Lực lượng cường đại như vậy, liền xem như thượng giới đạo thống cũng sẽ sinh ra lòng kiên kỵ nhưng nguyên thủy tổ đình dù sao cũng là truyền thừa năm tháng vô tận cổ lão đạo thống nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng muốn triệt để đem hủy diệt chỉ dựa vào những lực lượng này chỉ sợ còn chưa đủ cho nên để lý do ổn thỏa lý quang hải quyết định đem tứ đại thiên vương bên trong trì quốc thiên vương cũng cột lên chiến thuyền cứ như vậy phần thắng liền sẽ lớn hơn rất nhiều hắn cũng không trì hoãn đi theo không bị ràng buộc thiên vương đi tới trong một chỗ thâm cốc u khe nơi đây thiên quan tươi đẹp trong sơn cốc bên ngoài sinh đầy kỳ hoa dị thảo hai bên vách đá khoảng cách không đến năm thước thật giống như bị nhân nhất đao bổ ra tới tựa như lý quang hải nhìn chung quanh đáy mắt xích quan lưu chuyển bỗng nhiên nói vị này trì quốc thiên vương chắc hẳn tinh thông ngũ hành kỳ môn chi thuật nơi đây bố trí rất có chương pháp nếu là không thông đạo này người cho dù tu vi thông thiên coi như đến phụ cận cũng nhìn không ra manh mối không bị ràng buộc thiên vương nhíu mày hiếu kỳ nói chủ thượng chẳng lẽ ngài cũng tinh thông cái này ngũ hành kỳ môn chi thuật Lý Quang Hải lắc đầu, tinh thông không thể nói là, chỉ có thể nói là hiểu sơ một hai. Hắn mắt nhìn bốn phía, đi tới phía chính bắc mặt kia bị rêu xanh cùng cây mây che phủ vách núi phía trước, bàn tay sờ nhẹ, những cái kia rêu xanh cùng cây mây rầm rầm, rầm rơi xuống một chỗ, chỉ thấy bộc lộ ra trên vách núi đá, khắc lấy thiên mục hai chữ. Lý Quang Hải cười nói, một sáu là thủy, bởi vì cái gọi là thiên mục đời thủy, mà sáu thành chi, nơi ở sợ nhất chính là hỏa, trong ngũ hành thủy khắc hỏa, thiên mục là thủy. Ta đoán vị này trì quốc thiên vương thống lĩnh ma quốc phụ cận, nhất định có đầu mạch nước ngầm. Không bị ràng buộc thiên vương nghe vậy, thi lễ nói, chủ thượng thần cơ diệu toán, cái kia trì quốc thiên vương ma quốc, đích xác có một con sông lớn quán thông. Lý Quang Hải cười cười, tay trái tại toản khắc lấy thiên mục hai chữ trên vách đá, vừa đi vừa về vẽ mấy lần. Long long long. Cả tòa sơn cốc bỗng nhiên bắt đầu chấn động, vách đá lỏng đi vào, mở ra một đầu chỉ chứa một người thông hành đường hẹp. Lý Quang Hải dẫn đầu đi vào trước, những người còn lại lần lượt đuổi kịp. Vừa đi chưa được mấy bước, đường hành lang hai bên bỗng nhiên sáng lên từng đạo ánh lửa định thần nhìn lại nguyên lai là trên vách đá có lỗ khảm nhô ra tới đầu rồng đèn đầu rồng đèn hai hai tương đối một mực kéo dài đến đường hành lang chỗ sâu cũng không biết dài bao nhiêu càng ly kỳ là cái này từ gạch đá xanh xây thành trên vách tường lại thắt đầy một vài bức cổ quái quỷ dị bích họa có thể là bởi vì đã cách nhiều năm nguyên nhân bích họa đường công có chút mơ hồ căn bản xem không hiểu nội dung phía trên lý quang hải tùy ý lườm hai mắt phát hiện phía trước mấy tấm bích họa miêu tả dường như là một cái to lớn tế tự đại điển, mà tổ chức trận này tế tự đại điển, tất cả đều là ma đầu. Chuỗi này bích họa một bức cuối cùng, cũng là bảo tồn hoàn chỉnh nhất một bức, cho người ấn tượng khắc sâu nhất. Từ trên bích họa nội dung để phán đoán, tế tự đại điển chuẩn bị kết thúc lúc, sẽ ở trên tế đài dựng lên một mùng quái đỉnh. Đỉnh kia vô cùng cực lớn, hơn nữa tự hồ vĩnh viễn vĩnh viễn không chứa đầy, tính đồ trung thành không ngừng đem cự long, phượng hoàng mấy người chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thú ném vào trong đỉnh mà chiếc kia đỉnh giống như là vĩnh viễn ăn không no tham lam nhận lấy tín đồ cung phụng